xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người tiếng vó ngựa dồn dập vang lên thác bạc thọ và công tôn hạng dắt tay nhau đi tới trước xe ngựa của thu vũ đường thì nữ tâm phúc thu ức nhu khẽ vén rèm xe hai người công tôn hạng và thác bạc thọ vội vàng ông quyền thi lễ với Thu Vũ Đường và Thái tử Thu Giả đang ngồi ngay ngắn trên xe. Thu Vũ Đường khẽ phất bàn tay ngọc, giọng thánh thoát. Thác bạc lão tướng quân, công tôn lão tướng quân, có phải tiền phương có tin tức gì truyền về hay không? Thác bạc thọ quay đầu lại nhìn công tôn hạng, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của hai người, Thu Vũ Đường không khỏi nghe lòng nặng trĩu trong lòng mơ hồ đã đoán được vài phần, thấp giọng hỏi. Có phải quân đoàn dự châu phục kích không thành công hay không? Công tôn hạng thở dài một tiếng, ủ rũ nói. Đúng vậy, phục kích không thành công. Thác bạc thọ tiếp lời. Tuy nhiên quân đoàn mảnh hổ vẫn bị quân đoàn dự châu chặn lại ở phía bắc thương tâm lĩnh. Thu vũ đường trầm tư một hồi rồi nhẹ giọng nói. Lập tức phái khoái mã nghiêm lệnh cho ba đại quân đoàn cận vệ, cấm vệ và sóc châu gấp rút hành quân chạy tới tiếp viện thương tâm lĩnh. Lại truyền lệnh toàn quân hành quân suốt đêm không nghỉ, cần phải tới được thương tâm lĩnh trước tối mai. Chúng ta sẽ bao vây tiêu diệt quân đoàn mảnh hổ tại thương tâm lĩnh. Dạ. Thác bạc thọ đáp lời, lĩnh mệnh mà đi. Công tôn hạng đi được vài bước đột nhiên quay lại, thấp giọng hỏi. Điện hạ, còn một chuyện. Thu vũ đường nhẹ giọng xin lão tướng quân cứ nói. Công tôn hạng nói, vừa nhận được tin cấp báo, cơn hồng thủy ở vùng Đại Bình Nguyên Thanh Châu đã rút, quân đoàn thủy sư của tướng quân Tiêu Thành Đống bắt buộc phải rút về sông Thông Thiên, không thể tiếp tục bao vây tàn quân của Mông Diễn. Tổng đốc Diêu Trường xin chỉ thị của điện hạ, có cần ngăn chặn tàn quân của Mông Diễn bằng bất cứ giá nào, đợi điện hạ dẫn đại quân tới bao vây tiêu diệt hay không. Bỗng nhiên thu vũ đường than nhẹ một tiếng thả bọn chúng đi thôi, hả? Công tôn hạng nghe vậy trước tiên sửng sốt, sau đó giật mình nói. À, lão thần đã hiểu. Nhìn theo công tôn hạng dục ngựa dần xa, thu giả ngồi cạnh thu vũ đường đột nhiên hạ giọng hỏi. Hoàng cô mẫu, quân lực và tài lực của đế quốc đã đến cực hạn rồi sao? Đúng vậy. Thu vũ đường vỗ về thu giả, thở dài. Đế quốc hiện tại đã như cung dương hết cỡ, sau khi tiêu diệt quân đoàn mạnh hổ sẽ không thể chịu nổi cuộc xuất chinh với quy mô mấy chục vạn đại quân. Cho nên dù chúng ta không muốn thả đám tàn quân của Mông Diễn đi cũng không được, huống chi thả cho tàn quân của Mông Diễn chạy thoát đối với đế quốc cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Giả Nhi hiểu rồi. Thu giả nhẹ nhàng hạ giọng nói, đối với bọn tàn binh bại trận trở về như Mông Diễn, thả cho chúng thoát còn có tác dụng nhiều hơn là giết chết bởi vì đám tàn binh bại tướng của mông diễn đã bị quân ta đánh cho giật mình kinh hoảng, sẽ đem lại cảm giác sợ hãi sâu sắc cho quân của đế quốc quan huy đối với hoàng cô mẫu. Vẻ mặt thu vũ đường hết sức cô đơn, nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa. Trên thực tế, thu giả chỉ biết một mà không biết hai. Thả cho đám tàn quân của mông diễn về nước, ngoại trừ hiệu quả như thu giả vừa nói, cũng có sự cân nhắc về mặt chính trị nếu như mong diễn quả thật lên làm hoàng đế của đế quốc quan huy như vậy quãng thời gian tìm đường sống trong chỗ chết này của hắn sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa đối với sự thi hành quốc sách về mặt chính trị từ đây về sau quân đoàn khi định ra chính sách quan trọng đối với đế quốc minh nguyệt mong diễn sẽ càng trở nên cẩn thận đương nhiên nếu mong diễn là một vị hoàng đế biết biến sĩ nhục thành dũng khí như vậy quãng thời gian ưu tối này sẽ ngược lại sẽ tạo nhân tố thúc đẩy hắn trở nên quyết chí tự cường chuyện này đối với đế quốc Minh Nguyệt không phải là chuyện tốt. Nhưng Thu Vũ Đường cho rằng khả năng này không lớn, có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng, Mông diễn chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường mặc dù có chí lớn nhưng chỉ có tài hèn mọn mà thôi. Tuy nhiên đó chỉ là chuyện về sau, hiện tại chuyện mà Thu Vũ Đường lo lắng nhất là làm thế nào để đối phó với quân đoàn Mạnh Hổ của Mạnh Hổ. Làm sao trong thời gian ngắn nhất trả một cái giá nhỏ nhất mà có thể tiêu diệt quân đoàn Mạnh Hổ đó là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì quốc lực của đế quốc Minh Nguyệt đã gần như suy kiệt, quân lương tiếp tế cho mấy chục vạn đại quân đã không còn đủ, đến khi quân lương hết sạch, thu vũ đường hoàn toàn có thể tưởng tượng được hậu quả đáng sợ đến mức nào. O không o. Dưới thương tâm lĩnh. Mộng đẹp của Trương Hưng Bá và Hùng Bá Thiên cuối cùng đã không thể trở thành sự thật. Đôi tỷ muội đẹp như hoa lạc ngưng ngọc và lạc ngọc nhu thoạt nhìn thì nhu nhược yếu ớt, nhưng một thân võ nghệ lại không hề tầm thường. Bốn người hai cặp đánh nhau hơn 200 hiệp, đánh từ buổi sáng cho đến lúc Thái Dương ngã về Tây cũng vẫn chưa thể nào phân thắng bại. Đương nhiên, đây cũng một phần là vì Trương Hưng Bá và Hùng Bá Thiên có lòng thương hoa tiết ngọc, không dám hạ sát thủ, nếu không e rằng thắng bại đã sớm phân. Mạnh Hổ thấy toàn quân tướng sĩ của quân đoàn Mạnh Hổ đã khôi phục thể lực rất khá, lúc này đã có thể hạ lệnh tiến công. Mạnh Hổ vừa ra lệnh một tiếng, năm vạn đại quân của quân đoàn mãnh hổ liền chỉnh tể nền bước hô ký hiệu rõ to chậm rãi tràn lên phía trước giống như một ngọn thủy triều cuồn cuộn mang theo khí thế không gì có thể ngăn cản được đè ép về phía trước sau ba đợt mưa tên quân của hai phe đã sắp lá cà với nhau tiếng binh khí chạm nhau tiếng kêu rên và tiếng kèn hiệu lạnh lót thoáng chốc vang tận trời xanh ở xa mấy chục dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng đây là một trận quyết chiến chính diện có ý nghĩa chân chính Mỗi người trong quân đoàn mảnh hổ đều là tinh binh từ trong đống xác chết bò ra, thế nhưng quân đoàn dự châu có được ưu thế về mặt thể lực và binh lực. Hơn nữa bọn họ còn được chiến đấu ngay trên lãnh thổ nước mình, dưới tác động của sứ mệnh bảo vệ người thân, bảo vệ đất nước thiên liêng, cho nên cũng là người trước ngã xuống thì người sau nối gót tiến lên, quyết không lùi bước. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt và thảm thiết suốt 2 giờ, quân đoàn mảnh hổ đã vững vàng chiếm được thượng phong, nhưng Thủy Chung vẫn không có cách nào hoàn toàn đánh tan quân đoàn dự châu kiên cường. Mặc dù trước khi chiến đấu, quân đoàn Mạnh Hổ đã được nghỉ ngơi và hồi phục non nửa ngày trời, thế nhưng dù sao bọn tướng sĩ cũng còn mỏi mệt, cho nên về mặt thể lực cũng không có cách nào so sánh với quân đoàn dự châu vốn được nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu. Ở trung quân của quân đoàn Mạnh Hổ, Mạnh Hổ ngẩng đầu dõi theo bóng tà dương dần ngã về Tây, trong lòng thoáng qua vẻ lo lắng không yên. Thời gian càng trôi qua, sự yếu kém về thể lực của quân đoàn mảnh hổ càng bộc lộ ra rõ rệt. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thì quân đoàn mảnh hổ vẫn còn chiếm được thượng phong, nhưng không bao lâu nữa quân đoàn dự châu sẽ vãn hội thế cục, đưa tới chỗ hai bên ngang nhau, càng đánh lâu hơn nữa, quân đoàn mảnh hổ lại càng bất lợi. Dù sao đây cũng là một trận quyết chiến chính diện thực sự, mà không phải là tập kích bất ngờ hay mai phục, đối mặt với quân đoàn mảnh hổ cũng không phải là một đội cảnh vệ không được huấn luyện chính quy cũng không phải bọn tráng đinh khoát thêm lớp chiến bào mà là quân đội nghiêm chỉnh của đế quốc Minh Nguyệt. Chính vì như vậy nên ở đây không hề có yếu tố may mắn hay mưu lợi. Tất Điêu Tử cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hít sâu một hơi khí lạnh, nghiêm giọng nói. Tướng quân, tình hình lúc này đối với quân ta vô cùng bất lợi, nếu không thể đánh tan quân đoàn dự châu trước khi trời tối, như vậy quân ta tuyệt đối không thể đi qua thương tâm lĩnh thuận lợi trong tối hôm nay, lúc ấy hậu quả thật không thể nào tưởng tượng. Mạnh hổ hừ mũi một tiếng tỏ ra tức giận, gãi đầu gãi tay một hồi, các đốt ngón tay thoáng chốc phát ra một tràng tiếng kêu răng rắc. Sau đó mạnh hổ cầm huyền thiết trường thương trong tay hung hăng chỉ về phía trước. Ngửa mặt lên trời quát to. Trương Hưng Bá dẫn đội cận vệ theo bản tướng quân xung phong, đánh thẳng vào trung quân của địch. Dạ. Trương Hưng Bá hoành ngang song thiết kích trong tay, hùng hổ hét to đáp lại. Phía sau Trương Hưng Bá, bốn ngàn cận vệ quân cũng đã tru lên như một bầy giả thú bọn họ vốn đã nghe tới cuộc chiến ở pháo đài thiên lang từ lâu từ lúc bắt đầu gia nhập quân đoàn mạnh hổ bọn họ đều trông mong có thể đi theo mạnh hổ tấn công vào trung quân của địch thân là nam tử hán đường đường chỉ muốn sống chiến đấu tung hoành ngang dọc giữa sa trường cuộc đời như vậy không còn gì hối tiếc tất điêu tử khẽ mấp mấy đôi môi hắn rất muốn cất lời khuyên bảo mạnh hổ đừng khinh xuất đem thân vào vòng nguy hiểm nhưng lời lên đến miệng lại bị hắn nuốt lại vào trong bụng. Lúc này ngoài biện pháp mạnh hổ đích thân ra trận, còn có biện pháp gì hay hơn nữa sao? Nếu như đã không có biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng gửi gắm lên người Mạnh Hổ. Từ lúc Mạnh Hổ ngang trời xuất thế đến nay, hắn vẫn liên tục sáng tạo ra kỳ tích, thế nhưng hôm nay hắn có thể tạo ra kỳ tích nữa hay không? Phía Bắc Thương Tâm lĩnh hơn 200 dặm Mã Tứ Phong đang xuất lĩnh hơn 8.000 kỵ binh còn lại của sư đoàn kỵ binh Bắc Phương dọc theo vùng Bình Nguyên Trung Châu xuôi xuống phía Nam. Nhờ có Mạnh Hổ chỉ huy đại quân chủ lực của quân đoàn Mạnh Hổ tấn công Tây Kinh lần thứ hai, quân đoàn Sóc Châu mới bị điều động gấp rút chạy đi tiếp viện Tây Kinh mà buông tha cho sư đoàn kỵ binh của hắn. Lúc này tàn quân của Mã Tứ Phong mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó phụng mệnh Mạnh Hổ chạy tới cảng Phong Lâm hội hợp với đại quân chủ lực của quân đoàn Mạnh Hổ đang khi mã tứ phong dục ngựa chạy vội, chợt tên đội trưởng thám báo dục ngựa đuổi theo, cao giọng hét to. Tướng quân, phát hiện kỵ binh của địch. Kỵ binh địch. Mã tứ phong nghe vậy lập tức thắng ngựa ghiềm cương. Nghiêm nghị hỏi. Ở đâu, binh lực của chúng có bao nhiêu? Tên đội trưởng thám báo đáp. Ở về phía tây chúng ta trên dưới 30 dặm, ít nhất có hơn 5 vạn kỵ binh, xem ra chính là kỵ binh Sóc Châu, đối thủ cũ của chúng ta kỵ binh sóc châu sắc mặt mã tứ phong trầm xuống lạnh lùng hỏi bọn chúng có phát hiện ra chúng ta hay không chắc chắn là đã phát hiện tên đội trưởng thám báo đáp với vẻ khẳng định tuy nhiên bọn chúng cũng không có ý định thay đổi lộ trình hành quân cũng không có ý định vây diệt chúng ta có vẻ như muốn mặc kệ chúng ta mà vội vàng chạy xuống phía nam vội vàng chạy xuống phía nam mã tứ phong đột ngột vỗ đùi gằn giọng nói ta hiểu rồi, bọn chó sóc châu đáng chết này nhất định là vội vàng chạy xuống phía nam để đuổi giết đại quân chủ lực của quân đoàn Mảnh Hổ. Còn bà chúng nó, tuy rằng chúng ta không nhận được quân lệnh của tướng quân, nhưng thân là quân nhân của đế quốc, há có thể để cho bọn chó sóc châu này muốn làm gì thì làm sao? Hư hư, bọn chúng muốn chạy xuống phía nam, chúng ta sẽ không cho phép bọn chúng chạy xuống phía nam. Dù sao Mã Tứ Phong cũng là một viên lão tướng thân trải trăm trận sa trường, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán ra ý đồ chiến lược của kỵ binh Sóc Châu. Đồng thời cũng nhanh chóng hiểu được mối quan hệ lợi hại bên trong. Đám kỵ binh Sóc Châu không thèm để ý tới tàn quân của Mã Tứ Phong là vì bọn chúng biết rõ, chỉ cần tiêu diệt được đại quân chủ lực của quân đoàn Mảnh Hổ, lúc ấy đám tàn quân của Mã Tứ Phong sẽ như châu chấu cuối thu, nhảy nhót không được mấy ngày. Mã Tứ Phong càng hiểu rõ rằng, nếu như đại quân chủ lực của quân đoàn Mảnh Hổ bị diệt vong, đám tàn quân kỵ binh của mình cũng tuyệt đối không thể nào may mắn thoát khỏi. Trái lại, nếu như hắn có thể chặn đứng kỵ binh sóc châu chạy xuống phía nam, tranh thủ cho quân đoàn mảnh hổ thêm chút thời gian. Như vậy quân đoàn mảnh hổ mới có thể đột phá trùng vây mà chạy thoát. Tóm lại một câu, nếu như Mã Tứ Phong không ra tay chặn đánh kỵ binh sóc châu, quân đoàn mảnh hổ và đám tàn quân kỵ binh của hắn sẽ cùng chung số phận. Còn nếu Mã Tứ Phong ra tay chặn đánh, quân đoàn mảnh hổ mới có khả năng đột phá vòng vây. Đương nhiên, nếu đám tàn quân kỵ binh của hắn muốn phá vòng vây, chuyện này gần như không có khả năng, mà còn sẽ đưa đến kết cục chết chung cả lũ. Thân là quân nhân, chuyện này Mã Tứ Phong đương nhiên hiểu rõ. Hung hăng giật cương quay đầu ngựa lại, Mã Tứ Phong đột ngột thét to. Quân truyền lệnh, quân truyền lệnh đâu? Lập tức có một tên quân truyền lệnh dục ngựa tiến tới cao giọng đáp. Tướng quân có chuyện gì dặn dò? mã tứ phong giơ cao trường thương trong tay chỉ về chân trời phía tây xa xa gần giọng quát truyền lệnh toàn quân vòng về hướng tây chặn dết đám kỵ binh sóc châu khốn kiếp dưới thương tâm lĩnh từ lúc mạnh hổ đích thân xuất trận cuộc chiến kịch liệt giữa hai bên đã tới hồi gây cấn xem tại truyền phun vn hống giữa đám loạn quân mạnh hổ giơ cao huyền thiết trường thương trong tay chỉ thẳng về hướng trung quân của đế quốc minh nguyệt ngửa mặt lên trời gào lớn các huynh đệ thấy hai chiến xa phía trước hay không có thấy hai tên tướng địch đứng trên đó hay không có thấy có thấy có thấy trương hưng bá và hơn bốn ngàn cận vệ quân theo sát sau lưng mạnh hổ như bóng với hình ầm ầm đáp lại cả bọn giống như một bầy sói đói khác nhìn thấy con mồi lộ ra ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hung tợn nhìn thẳng về hai chiến xa nằm giữa vòng bảo vệ trùng trùng của quân đế quốc minh nguyệt ngay phía trước trên hai chiến xa ấy, có một nam tử trung niên thân mặt trọng giáp đen tuyền, một người nữa là một nam tử anh tuấn thần khoác áo giáp màu vàng sáng. Giải quyết bọn chúng. Mạnh hổ hung hăng trung huyền thiết trường thương trong tay, thoáng chốc gầm lên một tràng như tiếng long ngâm vang tận trời xanh. Bẻ cổ bọn chúng, chặt đầu bọn chúng, dết. Dết dết dết. Trương hưng bá dơ cao song thiết kích trong tay, tự như một con cua khổng lồ hung hãn dương cao đôi càng cứng như sắt thép, phía sau trương hưng bá, hơn 4.000 cận vệ quân lập tức dơ cao chiến đao sáng loáng trong tay. Dưới ánh tà dương, một mảng chiến đao sắc bén kia phản xạ ra một mảng màu sắc vô cùng rực rỡ, dường như có máu tươi đỏ sẫm đang chậm rãi chảy xuôi trên lưỡi chiến đao. Hống Mạnh hổ đột nhiên quay đầu hướng về phương trận sẵn sàng trước mặt của quân đế quốc Minh Nguyệt cất tiếng trống giận kéo dài, hình như tạo thành thực thể theo miệng hắn phát ra đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt nghe tiếng trống giận này ai nấy trong lòng rung rẩy, kìm lòng không được phải lui về phía sau nửa bước, sau đó nhìn quanh bốn phía, sợ rằng chiến hữu bên cạnh mình chạy trốn mà bỏ mặt một mình mình bơ vơ trên chiến trường. Hống hống hống. Trương Hưng Bá cùng hơn 4.000 tên cận vệ quân đi theo cũng điên cuồng gào trống theo mạnh hổ, cảnh tượng trông như hơn 4.000 con giả thú phát cuồng đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm thật lớn thoáng chốc vang dội khắp cả chiến trường, chấn động thẳng tới trung quân của đế quốc Minh Nguyệt. Lạc Tòng Vân hơi biến sắc, Thu Trường Lâm bên cạnh trong mắt đột nhiên toát ra một tia nóng rực khác thường. Cũng khá. Thu Trường Lâm đột nhiên bóp chặt 10 ngón tay, các đốt xương tay thoáng chốc kêu lên răng rắc, không ít tướng sĩ dự châu gần đó nghe tiếng đổ dồn ánh mắt nhìn Thu Trường Lâm. Ngay sau đó, Thu Trường Lâm đưa tay ra phía sau, quát bảo tên người hầu cạnh đó. Lấy bảo đao của bản vương ra đây, dắt cả hỏa hồ đến dạ tên người hầu ầm ầm đáp lời quay đầu ra hiệu lập tức có bốn tên người hầu khác khi một thanh trường đau nặng nề đi tới trước chiến xa của thu trường lâm lại có một tên dắt một con tuấn mã có bộ lông đỏ rực như lửa cũng đến trước chiến xa của thu trường lâm cùng lúc thu trường lâm đưa tay vịnh thành chiến xa thân hình to lớn bay thẳng lên không lúc rơi xuống đã vững vàng ngồi trên chiếc lưng rộng rãi của hỏa hồ lạc tổng đốc Thu Trường Lâm đưa tay đón lấy trường đao, ngoái đầu nhìn Lạc Tòng Vân mỉm cười. Con mảnh hổ kia cứ giao cho tiểu vương, mấy ngàn tinh binh phía sau hắn thì giao cho liên đội cận vệ của ngươi. Sắc mặt Lạc Tòng Vân khẽ biến. Điện hạ thân đáng ngàn vàng, không nên khinh thường mạo hiểm, mạo hiểm. Gương mặt Thu Trường Lâm đột nhiên ngập đầy hào khí, cất giọng cười to. Lạc Tổng Đốc cứ yên tâm, tuy tiểu vương học nghệ chưa tin, nhưng vẫn tự tin sẽ không thua cho con mãnh hổ kia ha 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 tiếng cười còn chưa tắt thu trường lâm đã giục ngựa cất vó phi thẳng về hướng mạnh hổ đang tung hoành giữa phương trận của quân đế quốc minh nguyệt lạc tòng vân hít vào một hơi thật dài bỗng nhiên quay đầu lại giường đao quát lớn các huynh đệ dự châu nghe đây thời điểm vì nước quên thân đã tới dết phía bắc thương tâm lĩnh hơn trăm dặm Yến Thập Tam đang xuất lĩnh đại quân sóc châu ngựa không dừng vó xuôi xuống phía nam, chợt tên đội trưởng thám báo quay về đưa tin: tướng quân, có một cánh quân kỵ binh của địch đang đánh về phía quân ta. Cái gì? Yến Thập Tam nhíu mày quát hỏi. Kỵ binh của địch à? Có bao nhiêu? Ước chừng gần vạn tên. Tên đội trưởng thám báo đáp. Nhìn qua chính là sư đoàn kỵ binh của quân đoàn mãnh hổ cũng chính là đám tàn kỵ binh đã từng bị quân ta vây khốn ở Bạch Sa Loan. Hư! Yến Thập Tam nghe vậy mặt khẽ giãn ra, lạnh lùng nói. Đám tàn binh bại tướng không biết sống chết này. Còn dám chủ động đến chọc ghẹo đại quân sóc châu chúng ta, quả thật là chán sống. Phụ thân! Yến Thập Tứ con trai lớn của Yến Thập Tam đột nhiên dục ngựa tiến lên, hạ giọng nói. Nguyệt Vương Điện Hạ đã nghiêm lệnh cho quân ta gấp rút tiếp viện thương tâm lĩnh, không được chậm trễ chút nào. Từ nhỉ. Yến thập tam nghe vậy gật gật đầu, trầm giọng. Như vậy đi, vi phụ dẫn chủ lực kỵ binh Sóc Châu tiếp viện thương tâm lĩnh, đám tàn binh bại tướng này giao lại cho ngươi. Xin phụ thân yên tâm. Yến thập tứ ngồi trên lưng ngựa ông quyền đáp. Đám tàn binh bại tướng này cứ giao lại cho con. Dứt lời, Yến thập tứ lập lức ghim ngựa xoay người, lớn tiếng quát. Các dũng sĩ sư đoàn số một, theo ta. Chỉ trong thoáng chốc, chùng hai vạn kỵ binh sóc châu rời khỏi đại đội nhân mã đi theo Yến Thập Tam như gió cuốn mây bay cuốn về phía đông nam. Còn Yến Thập Tam vẫn tiếp tục dẫn đại quân chủ lục kỵ binh sóc châu tiếp tục xuôi nam, gấp rút chạy tới tiếp viện cho chiến trường thương tâm lĩnh. Dưới thương tâm lĩnh, tất điêu tử đang ở sau trận chợt thấy một đám tinh binh từ trung quân của đế quốc Minh Nguyệt đang đánh ra, không khỏi ủ một tiếng kinh ngạc, nói với cổ vô đạo bên cạnh với giọng khó tin ủa thật là quái lạ vì sao trung quân dự châu lại chủ động xuất kích chuyện này không hợp với lẽ thường chút nào lạc tòng vân cũng không phải tân binh mới ra sa trường lần đầu vì sao lại phạm sai lầm như vậy đúng vậy cổ vô đào cũng tỏ ra hoang mang gãi đầu gãi tai chiến lược trọng điểm của quân dự châu đúng ra phải là phòng thủ ngăn chặn quân ta mà thôi vì sao lại chủ động xuất kích như vậy chẳng lẽ là tòng vân tin rằng bằng vào quân đoàn dự châu của hắn đã đủ để tiêu diệt quân đoàn mãnh hổ của chúng ta sao tên này nếu không phải người điên thì chính là kẻ ngốc người điên kẻ ngốc tất điêu tử khẽ lắc đầu trong mắt lặng lẽ thoáng qua một tia u ám trong đám loạn quân thấy một cánh quân giữa trung quân của đế quốc minh nguyệt liều chết xông ra mạnh hổ không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài đây đúng là trời giúp quân đoàn mạnh hổ rồi nếu như quân đoàn dự châu một mực bậy ra trận phòng ngự hình mai rùa dựa vào địa hình có lợi mà ngoan cố chống cự đến cùng, sự tình e rằng rất khó giải quyết, mặc dù mạnh hổ đích thân xuất trận cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Thế nhưng không ngờ quân địch lại chủ động xuất kích, chính là ngoài sự mong muốn của quân đoàn mạnh hổ. Bởi vì quân đoàn mạnh hổ có nhược điểm bất lợi về thể lực, một khi chiến sự kéo dài, nhược điểm bất lợi về thể lực của quân đoàn mạnh hổ sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Bây giờ quân địch đã chủ động xuất kích, đã cho quân đoàn Mạnh Hổ cơ hội tốc chiến tốc thắng. Nói cách khác, giờ phút này phần thắng của quân đoàn Mạnh Hổ đã đột ngột tăng cao. Hống. Mạnh hổ lại ngửa mặt gầm to, huyền thiết trường thương trong tay mang theo thanh thế cùng bạo quét ngang ra, mười mấy tên quân dự châu trước mặt hắn thoáng chốc bị huyền thiết trường thương quét cho gãy xương đứt gân, miệng phun ra từng vòi máu tươi ngã gục xuống đất. Mạnh hổ nhẹ thúc hai chân vào bụng ô vân cái tuyết, lập tức ô vân cái tuyết như một cơn lốc xông thẳng vào trong đám quân dự châu, gót sắt của nó lướt đến đâu, quân dự châu liền bị đụng ngã lăn ra đến đấy. Ha ha! Trương Hưng bá như hình với bóng theo sát sau lưng mạnh hổ, song thiết kích trong tay đâm trên chém dưới, ánh sáng lạnh lẽo chấp lên liên tục vô cùng chói mắt, đám quân dự châu trắng đường liền bị đánh cho tan tác. Phía sau Trương Hưng bá, bốn ngàn cận vệ quân như một bầy sói đói phát hiện con mồi, cả bọn nhe răng trận tròn đôi mắt lạnh như băng, sông lên như phong ba bão tát Trung quân dự châu. Thu trường lâm nhẹ nhàng thúc hai chân vào bụng ngựa, hỏa hồ tung hai vó trước lên cao, ngửa mặt hí lên một tràng lạnh lót làm cho kẻ khác hít thở không thông. Tiếng hí còn chưa dứt, hai vó trước của hỏa hồ đã dậm thật mạnh xuống đất, chợt hóa thành một đám mây đỏ như lửa nhanh như điện chớp sông về phía trước, như một cơn lốc hướng thẳng về phía cánh quân tinh nhuệ vừa xuất trận của quân đoàn mãnh hổ. Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Hổ và Thu Trường Lâm đã va chạm với nhau. Huyền Thiết Trường Thương và Huyền Thiết Trường Đao đồng thời vẽ trên không nửa vòng tròn đen như mực. Giữa không trung hung hăng chạm nhau phát ra một tiếng nổ ầm vang tận mây xanh. Ô Vân Cái Tuyết và Hỏa Hồ đang hung hãn lao về phía trước bị một kích này làm cho chấn động lập tức ngừng lại. Chấn động quá mạnh làm cho cả hai con tuấn mã hí lên một tràng thê lương rồi thối lui vài bước. Ủa? Hự. Mạnh hổ không nhìn được ủ một tiếng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng không ngờ tên tiểu tử này mạnh mẽ như vậy. Thu Trường Lâm cũng hự lên một tiếng đau đớn, thầm nghĩ con mảnh hổ này quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách có thể xông pha giữa chốn vạn quân chém chết mảnh tướng tư đồ bưu của đế quốc Minh Nguyệt. Hí! Ô vân cái tuyết lắc lắc cái đầu to lớn phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó chân phải cào cào liên tục trên mặt đất, xem ra hình như bị chọc giận. Chiến mã thông linh, trải qua thời gian dài đồng sinh cộng tử với mạnh hổ, ô vân cái tuyết hiện tại gần như tâm linh tương thông cùng mạnh hổ. Mạnh hổ đột nhiên xòe rộng năm ngón bàn tay phải, sau đó hung hăng siết lại thật chặt, một kích lôi định vừa rồi đã làm cho tay phải hắn chấn động, hổ khẩu vẫn còn ngắm ngầm đau. Dết! Hống! Ngay sau đó, mạnh hổ cùng thu trường lâm đồng thời quát to một tiếng dục ngựa xông tới lần thứ hai. Tiếng binh khí va chạm nhau vang lên, ô vân cái tuyết và hỏa hồ bốn vó lão đảo lùi lại mấy bước lần đấu sức thứ hai này mạnh hổ và ô vân cái tuyết vẫn như cũ không hề chiếm được thượng phong trong lòng mạnh hổ không khỏi trở nên nặng trĩu xem ra lần này đã thật sự gặp phải đối thủ khó chơi tên tướng của đế quốc minh nguyệt trước mặt kia thoạt nhìn cũng khó đối phó như tư đồ hạo hay yến trường không sau khi võ nghệ tăng tiến vậy tên này chẳng những sức lực hơn người võ nghệ cao siêu dường như ngay cả kinh nghiệm chiến trận cũng không thua gì mạnh hổ có lẽ tên tướng trước mặt Mạnh Hổ mới chân chính là mạnh tướng số một của đế quốc Minh Nguyệt. Chết tiệt! Mạnh Hổ không nhịn được hung hăng thầm mắng một câu, nếu như chính mình không thể đánh bại hay giết chết đối thủ khó chịu trước mặt này trong một thời gian ngắn, như vậy kế hoạch dùng trận vệ quân đột phá trung quân của Mạnh Hổ sẽ hoàn toàn thất bại. Ý đồ muốn giống lên một tiếng trống kích phát tinh thần các tướng sĩ quân đoàn Mạnh Hổ thêm hăng hái đánh tan quân Dự Châu cũng sẽ tan thành bọc nước, chờ đến lúc thời gian càng ngày càng trôi nhanh thể lực quân đoàn Mạnh hổ dần dần không còn chịu đựng được nữa, lúc ấy thật là phiền toái. Cách đó không xa, Trương Hưng Bá vốn đang hung hăng múa vuốt Dương Nanh cũng gặp phải tay đối thủ. Hai chị em Lạc Ngọc Mi, Lạc Ngọc Nhu tả hữu giáp công làm cho hắn đỡ trái thì hở phải, nguy hiểm vô cùng. Nếu như không phải Trương Hưng Bá vốn da dày thịt chắc, hơn nữa kinh nghiệm có thừa từ trong đống người chết bò ra, chỉ sợ đã bỏ thay dưới tay đôi chị em như hoa như ngọc này. 4.000 cận vệ quân của Trương Hưng Bá cũng gặp phải đối thủ, liên đội cận vệ của Tổng đốc Dự Châu Lạc Tòng Vân Tựa như một cơn lũ lớn, ngăn chặn trước mặt 4.000 cận vệ quân. Mặc cho thế công của 4.000 cận vệ quân nhanh như cơn lốc, mạnh như sóng thần, nhưng liên đội cận vệ của Tổng đốc Dự Châu Lạc Tòng Vân vẫn kiên cường chống đỡ vững như bàn thạch. Phía sau trận của quân đoàn mãnh hổ mắt thấy mạnh hổ chiến đấu kịch liệt mấy hiệp cùng một viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt nhưng Thủy Chung vẫn không có cách nào chiếm thượng phong, tất điêu tử không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, rung giọng nói. Không xong rồi, không ngờ trong quân dự châu lại có mảnh tướng lợi hại đến như vậy, võ nghệ của hắn không ngờ lại không dưới tướng quân, khó trách bọn chúng có gan chủ động xuất kích, thì ra bọn chúng vẫn còn có chỗ dừa. Đúng vậy. Cổ vô đạo cũng nuốt một ngụm nước miếng đánh ực, giọng vô cùng khó nghe lần này hỏng bét nếu như tướng quân cùng đám cận vệ quân không thể đột phá tới trung quân của địch trong một thời gian ngắn trận này quân ta e rằng lành ít dữ nhiều thế cục hiện tại so với ta và ngươi tưởng tượng còn hung hiểm hơn nhiều tất điêu tử vừa nói vừa quay đầu lại nhìn về vùng bình nguyên hoang dã dạ phía bắc trong mắt toát ra vẻ lo âu sư đoàn kỵ binh sóc châu của yến thập tam lúc nào cũng có thể đuổi tới đây nếu quân ta không thể đánh ta quân đoàn dự châu trước mặt trước khi kỵ binh sóc châu đuổi tới, vậy lần này coi như xong. Báo Tất điêu tử vừa dứt lời, chợt có kỵ binh thám báo phi nhanh trên vùng bình nguyên mênh mông mà đến. Còn cách thật xa đã thét lớn. Tướng quân, phía bắc 30 dặm phát hiện ra rất đông kỵ binh của địch. Cái gì? Vì sao bọn chúng tới nhanh như vậy? Tất điêu tử và cổ vô đạo nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, Khoảng sợ nhìn nhau. Một hồi lâu sau, cổ vô đạo mới cất giọng khó khăn nói với tất điêu tử. Lão tất, có cần phải báo ngay lập tức tin này cho tướng quân, sau đó điều động ra một trong bốn sư đoàn đang tiến công quân dự châu để ngăn chặn kỵ binh sóc châu đang xuôi nam xuống hay không? "Bảy bạ. Tất điêu tử lắc đầu quả quyết. Trong thời khắc quan trọng như vậy sao thể báo tin này cho tướng quân? Càng không thể điều quân quay về phòng thủ, làm như vậy chẳng phải sẽ làm cho rối loạn lòng quân hay sao chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện cho thánh nữ quang minh tạo nên điều kỳ diệu cầu nguyện cho tướng quân có thể sáng tạo ra kỳ tích cầu nguyện cổ vô đạo khẽ thì thào trong mắt đã toát ra vẻ tuyệt vọng phía bắc thương tâm lĩnh ba mươi dặm yến thập tam đang xuất lĩnh chủ lực kỵ binh sóc châu dốc hết tốc lực xuôi nam mắt thấy sắc trời đã tối nhưng Yến Thập Tam cũng không hề có ý muốn hạ lệnh ngừng lại lập doanh hạ trại nghỉ ngơi và hồi phục. Mà ra lệnh cho toàn quân đốt đuốc tiếp tục hành quân. Bởi vì phía trước không xa chính là thương tâm lĩnh, tên đội trưởng thám báo đã báo tin tức về rằng hiện tại quân đoàn Mảnh Hổ đang chiến đấu kịch liệt với quân đoàn Dự Châu ở thương tâm lĩnh. Trong giờ phút này, Yến Thập Tam có thể nói rằng đã mãn nguyện hả hê, bởi vì không còn bao lâu nữa kỵ binh Sóc Châu của hắn đã có thể đuổi tới thương tâm lĩnh mà thương tâm lĩnh cũng sẽ chân chính trở thành thương tâm lĩnh theo đúng nghĩa đen. Đương nhiên không phải là thương tâm lĩnh của quân đế quốc Minh Nguyệt, mà là thương tâm lĩnh của Mạnh Hổ và quân đoàn Mạnh Hổ. Nếu như lần này quả thật có thể bao vây tiêu diệt quân đoàn Mạnh Hổ tại thương tâm lĩnh, quân đoàn Sóc Châu của Yến Thập Tam tối thiểu cũng sẽ được sắc phong công tước, hư hư, chỉ cần được phong là công tước, vậy lực hiệu triệu của Yến Gia ở Sóc Châu sẽ vô tình trở nên hùng mạnh hơn nữa. Báo Yến Thập Tam còn đang đắc ý, chợt tên đội trưởng thám báo phi ngựa về báo tin. Tổng đốc đại nhân, trước mặt có kỵ binh của địch chặn đường. Ngươi nói cái gì? Yến Thập Tam quát hỏi. Có kỵ binh của địch chặn đường, chuyện này sao có thể xảy ra được? Đám kỵ binh của địch này là từ đâu chui ra vậy? Phụ thân, chính là sư đoàn kỵ binh của quân đoàn Mảnh Hổ. Yến Thập Tứ con trai lớn của Yến Thập Tam bỗng đâu dục ngựa xuất hiện đột ngột bên cạnh Yến Thập Tam, vừa thở hồng hộc vừa bẩm báo. Là con vô dụng, không thể chặn được đám kỵ binh của địch, không ngờ để cho chúng cướp đường chạy trước. Tuy nhiên xin phụ thân yên tâm, con sẽ lập tức xuất lĩnh sư đoàn kỵ binh số một xua tan bọn chúng. Được rồi. Yến Thập Tam nhíu mày. Xem ra bọn kỵ binh này quyết tâm rằng co với quân sóc châu chúng ta đến cùng, nếu không giải quyết mấy ngàn tàn kỵ binh này trước, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chịu để yên cho chúng ta xuôi nam. Như vậy đi không phải chỉ có mấy ngàn tàn binh bại tướng hay sao, truyền lệnh xuống, trước hết giải quyết bọn chúng cho xong rồi hãy đi thương tâm lĩnh cũng không muộn. Dạ. Yến Thập Tứ âm âm đáp lại. Truyền lệnh toàn quân tiến công, bao vây tiêu diệt đám tàn kỵ binh của địch. Cách kỵ binh Sóc Châu không xa, Mã Tứ Phong ghiềm ngựa gác đao, đứng nghiêm trong gió đêm cuồn cuộn thổi. Mắt thấy rất nhiều đốm lửa đầy khắp núi đồi từ phía bắc ào ảo cuốn tới, đôi mắt hổ của mã tứ phong không khỏi thoáng qua vẻ dữ tợn quay đầu lại nói với mười mấy liên đội trưởng và đại đội trưởng kỵ binh ở sau lưng các huynh đệ đại quân chủ lực của tướng quân mạnh hổ đang chiến đấu kịch liệt với quân địch ở phía nam nếu như lúc này chúng ta để cho kỵ binh sóc châu chạy qua vậy chủ lực của quân đoàn mạnh hổ coi như xong chủ lực của quân đoàn mạnh hổ xong rồi chúng ta cũng xong theo cho nên chúng ta tuyệt đối không thể cho kỵ binh sóc châu đi qua cho dù là chết cũng tuyệt đối không cho bọn chúng đi qua. Đúng, tuyệt đối không thể để cho đám kỵ binh sóc châu này đi qua được. Tướng quân cứ yên tâm, các tướng sĩ Bắc Phương chúng ta không ai là vô dụng. Lão tử đã sớm không vừa mắt bọn chó sóc châu này. Hôm nay nhất định phải chém giết một trận thật thống khoái. Mười mấy tên liên đội trưởng và đại đội trưởng kỵ binh đều rút chiến đao trong tay ra, giọng như chém đinh chặt sắt. Tốt, thật là tốt. Mã Tứ Phong vui vẻ vuốt cằm. Không hổ là hán tử của hành tỉnh Bắc Phương chúng ta, hôm nay phải để cho bọn chó sóc châu kia nếm thử huyết tính hào hùng của hán tử Bắc Phương chúng ta, cho bọn chúng hiểu được, khinh kỵ binh tinh nhuệ nhất trong thiên hạ không phải là ở đế quốc tinh hà, càng không phải ở đế quốc minh nguyệt, mà là ở hành tỉnh Bắc Phương chúng ta, dết, 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 dết. Mười mấy tên liên đội trưởng và đại đội trưởng kỵ binh cất tiếng trống giận dữ như điên cuồng, múa tiếp chiến đao trong tay theo sau mã tứ phong thẳng tiến về phía bắc. Phía sau cách đó không xa, 8.000 kỵ binh còn lại cuối cùng của sư đoàn kỵ binh Bắc Phương cũng trống giận theo, cả bọn dục ngựa dương đao như gió cuốn mây bay thẳng tiến về phía đám kỵ binh Sóc Châu ở phía bắc. Dưới thương tâm lĩnh. Ha! Hay! Mạnh hổ và thu trường lâm lại dục ngựa xông tới, huyền thiết trường thương và huyền thiết trường đao lại va chạm thật mạnh với nhau một luồng sức mạnh cuồng giả như đợt thủy triều cuốn ngược trở về. Làm cho mạnh hổ bị chấn động thật mạnh, khí huyết cuộn lên trong lòng ngực, hai tay tê dại rã rời vẫn cố gắng vận hết toàn lực lại không thể thắng được đối thủ, lần này quả thật mạnh hổ đã gặp đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên, chuyện xảy ra kế tiếp đã ra ngoài dự đoán của mạnh hổ. Viên dũng tướng của địch đối diện đột ngột kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó một dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng hắn trào ra. Mạnh hổ không khỏi khẽ động trong lòng, một kích vừa rồi chỉ là một kích chạm cứng bình thường, hai người giao phong như vậy đã mấy chục kích, đối thủ không hề bị tổn thương chút nào. Vì sao lần này lại bị thương? Nhưng mạnh hổ chính là mạnh hổ, trong đời giỏi nhất là chuyện thừa lúc người bệnh, dết luôn, mắt thấy đối thủ bị thương mà không biết nguyên nhân, hắn không hề có chút thương hại nào, càng không hề do dự, lập tức múa huyền thiết trường thương phát động thế công như bão táp mưa sa không cần biết đã xảy ra chuyện gì, trước tiên hãy giải quyết đối thủ hùng mạnh này cái đã, dẫn dắt quân đoàn mạnh hổ tìm được đường sống trong chỗ chết mới là quan trọng nhất. Trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn chân lý, chỉ có còn sống mới là chân lý thật nhất trong tất cả các chân lý. Ken 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 ken. Huyền thiết trường thương và huyền thiết trường đao va chạm trên không liên tục không ngừng, trong tiếng vang do kim loại chạm nhau đinh tai nhức ốc rốt cục thu trường lâm không chống đỡ nổi 19 thương do mạnh hổ xuất ra như điên cuồng, vai phải thu trường lâm đã trúng một thương, lập tức trên lên một tiếng đau đớn, ghim ngựa xoay đầu chạy trối chết. Ha ha ha! Mạnh hổ ngựa mặt lên trời cười dài ba tiếng không thèm đuổi chết, huyền thiết trường thương trong tay thuận thế quét ngang về phía chị em họ lạc. Hai chị em họ lạc trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng đã bị trúng chiêu. Cô em lạc ngọc nhu bị mạnh hổ quét trúng một thương trước ngựa thủ đoạn này quả thật là không hề biết thương hương tiết ngọc, đại sát phong cảnh. Đại sát phong cảnh có nghĩa là làm tổn thương cảnh trí đẹp đẽ, diễn tả sự mất hứng đến cùng cực. Trong tạp toản có ghi lại 6 ví dụ về đại sát phong cảnh. Một, thanh khê trạc túc, rửa chân tại con suối có dòng nước trong veo xanh biếc. Hai, hoa thượng sái khố, phơi quần áo lót trên những đóa hoa tươi nở rộ. Ba, bối sơn khởi lâu, xây nhà sau lưng núi, lúc mở cửa sổ ra không ngắm nhìn được cảnh sắc. 4. Phần cầm chữ hạt, trẻ đàn làm củi đốt. Dết hạt lấy thịt ăn. 5. Đối hoa suyết trà, ngắm hoa mà không có rượu, hay có rượu không uống, chỉ uống trà. 6. Tùng hạ hát đạo, trong rừng tùng U nhã thanh tỉnh đột nhiên có người ngựa phóng ngang qua hò hét. Trương hưng bá thừa cơ đại phát hùng uy, đánh lạc ngọc mi tới tấp không còn sức hoàn thủ. Thấy đã giải nguy cho trương hưng bá, mạnh hổ không do dự vung thương xông thẳng vào liên đội cận vệ của lạc tòng vân mạnh hổ vừa xông vào lập tức như hổ lạc đàn dê huyền thiết trường thương quét đến đâu cận vệ quân dự châu đều như cơn sóng rẽ sang hai bên không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được mạnh hổ dù chỉ trong chốc lát đội hình trung quân dự châu vốn nghiêm cẩn chỉ trong thoáng chốc đã hiện ra một lỗ hổng phía sau mạnh hổ bốn ngàn cận vệ quân như bầy hổ đói thừa cơ đột nhập vào không ngừng phá rộng lỗ hổng trung quân dự châu dần dần, sĩ khí của quân đoàn mạnh hổ tăng mạnh, sĩ khí của quân đoàn dự châu lại sa sút không đến thời gian uống hết chung trà. Trung quân dự châu của Lạc Tòng Vân đã bị 4.000 cận vệ quân của quân đoàn Mảnh Hổ đánh cho lung lay sắp đổ. Sau trận của quân đoàn Mảnh Hổ, thấy thế cục trên chiến trường thay đổi đột ngột, quân đoàn mạnh Hổ mới vừa còn trong tuyệt cảnh nháy mắt đã tìm được con đường sống. Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo nhất thời không tin được vào hai mắt của mình quả thật cả hai nghi ngờ rằng mình đang nằm mộng không lẽ thánh nữ quang minh thật sự đem đến kỳ tích hay là tướng quân mạnh hổ sáng tạo ra kỳ tích đây kỳ tích đây tuyệt đối là kỳ tích cổ vô đạo thì thào trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn nhảy xuống ngựa quỳ phục mà lễ bái khó tin quả thật khó tin tất điêu tử cũng thì thào chuyển biến này quả thật vô cùng đột ngột vừa rồi viên tướng địch vì sao lại thất bại như vậy việc này quả thật hết sức quỷ dị tuy nhiên dù sao đi nữa. Quân đoàn Mảnh Hổ hiện tại đã tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu như thế cục cứ tiếp diễn như vậy, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ, quân đoàn Dự Châu ngăn cản đường đi sẽ bị quân đoàn Mảnh Hổ đánh cho tan tác, đến lúc đó, không còn gì có thể ngăn cản quân đoàn Mảnh Hổ xuôi nam tới cảng Phong Lâm. Đương nhiên, dù cho quân đoàn Mảnh Hổ đánh tan quân đoàn Dự Châu thuận lợi thông qua thương tâm lĩnh, cuối cùng có thuận lợi trốn về đế quốc hay không cũng còn phải trông vào kết quả của một trận tập kích bất ngờ khác chính là kết quả của chiến ưng bất ngờ tập kích cảng Phong Lâm. Vào đêm mà quân đoàn Mạnh Hổ lừa mở cửa Đông Thành Tây Kinh lần thứ hai. Mạnh Hổ đã bảo chiến ưng và tư độ bưu xuất lĩnh một cánh tinh binh cải trang thành dân chạy nạn ngay trong đêm chạy xuống phía nam bất ngờ tập kích đại trại thủy sư của cảng Phong Lâm. Trung quân của quân đoàn Dự Châu Lạc Tòng Vân trên chiến xa liều mạng múa chiến đao trong tay, rống to đến nỗi khàn cả giọng. Trụ vững, tất cả trụ vững cho bản tổng đốc tất cả không ai được lùi lại tuy nhiên tiếng trống của lạc tòng vân dường như không được hiệu quả cho lắm dù cho hắn dưới tình thế cấp bách đã chém chết vài tên binh sĩ thối lui nhưng cũng không thể ngăn được liên đội cận vệ lui lại từng bước từng bước bởi vì hai viên chủ tướng của địch vô cùng hung mãnh quả thật là binh ngăn thì giết binh tướng cản thì giết tướng vừa rồi vốn có tề vương thu trường lâm chống chọi cho nên quân dự châu không cảm thấy áp lực hùng mạnh của quân đoàn mãnh hổ thế nhưng bây giờ tề vương thu trường lâm đã thu bỏ chạy trong quân dự châu đã không còn viên mãnh tướng nào có thể địch nổi chủ tướng bên địch tuy rằng đây chỉ là một biến cố rất nhỏ trong vạn quân nhưng thắng bại của tất cả những cuộc chiến tranh lớn nhỏ trong lịch sử từ trước tới nay bao nhiêu lần không phải là do những biến cố vô cùng nhỏ nhặt quyết định trụ lại là tòng vân tức giận đến cực điểm đang cố gắng gào thét nhưng thế cục mà quân dự châu gặp phải vẫn không có gì thay đổi trong giờ phút này Lạc Tòng Vân mới bắt đầu hối hận khi nãy không chịu ngăn cản Thu Trường Lâm. Nếu sớm biết Tề Vương sẽ thất bại dưới tay Mạnh Hổ, lúc nãy không nên đáp ứng cho hắn chủ động xuất kích, nếu như quân dự châu bày thế trận hình mai rùa tử thủ nghiêm ngặt, tình thế chưa chắc đã nguy hiểm như bây giờ. Đáng tiếc bây giờ đã chậm, trong khi Lạc Tòng Vân còn đang buồn rầu áo não, một điểm sáng đã nhanh như chớp phóng vào ngực hắn. Đến lúc Lạc Tòng Vân phát giác muốn dơ đau đón đỡ thì đã không còn kịp nữa, may là lạc ngưng yên theo hầu bên cạnh lạc tòng vân nhanh tay lẹ mắt, theo bản năng dơ ngân thương trong tay ra ngăn lại. Chỉ nghe đinh một tiếng vang lên, tuy điểm sáng kia lệch qua một bên nhưng vẫn cắm vào vai phải của lạc tòng vân, lạc tòng vân lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngã về phía sau. Phụ thân Phụ thân Lạc ngưng yên và lạc ngưng ngọc theo sát chiến xa vội vàng bồng lấy lạc tòng vân nhảy lên chiến xa lúc này hai nàng mới phát hiện điểm sáng bắn trúng vào vai phải của lạc tòng vân là một mũi phá giáp trọng tiễn mũi tên đã hoàn toàn xuyên thủng giáp vai thấu ra tới sau lưng lạc tòng vân một dòng máu tươi đỏ sẫm đang theo mũi tên lạnh lẽo chảy xuống sàn chiến xa tổng đốc dự châu lạc tòng vân đã chết quân đoàn dự châu đã thất bại rồi ngay sau đó trong đám loạn quân đột nhiên vang lên tiếng rống to như tiếng sấm thanh âm rống giận này đã áp chế chiến trường vốn đang ồn ào náo động một cách dễ dàng truyền vào tai ngàn vạn tướng sĩ hai bên đang chém giết nhau. Các tướng sĩ quân đoàn Mạnh Hổ đang chiến đấu hăng say nghe vậy không khỏi sĩ khí tăng vọt, ngược lại các tướng sĩ của quân đoàn Dự Châu chỉ trong thoáng chốc đã lâm vào cơn khủng hoảng và hỗn loạn. Nếu quả thật Tổng đốc Đại Nhân đã chết, trận này có lẽ không cần tiếp tục đánh nữa. Tổng đốc Dự Châu Lạc Tòng Vân đã chết quân đoàn Dự Châu đã thất bại rồi. Tổng đốc Dự Châu Lạc Tòng Vân đã chết, quân đoàn Dự Châu đã thất bại rồi. Tổng đốc Dự Châu Lạc Tòng Vân đã chết, quân đoàn Dự Châu đã thất bại rồi. Ngay sau đó, từng tràn tiếng gào thét như núi đổ biển gầm kéo dài không dứt trên chiến trường, làm cho lòng tin của rất nhiều tướng sĩ Dự Châu bắt đầu dao động. Mặc dù ý chí của các tướng sĩ Dự Châu vô cùng kiên định nhưng giờ đây cũng đã trở nên thấp thỏm lo âu, mà các tướng sĩ của quân đoàn mãnh hổ ngày càng trở nên hung hãn phát động cuộc tấn công cuối cùng cũng là mãnh liệt nhất về phía quân dự châu đến khi lạc tòng vân được lạc ngưng yên và lạc ngưng ngọc Diệu đứng dậy tất cả đều đã buồn khủng hoảng và rối loạn đã lan tràn khắp toàn bộ quân đoàn dự châu dưới từng đợt tiến công mãnh liệt đợt sau cao hơn đợt trước của quân đoàn mãnh hổ phòng tuyến của quân dự châu vốn đã lung lay sắp đổ rốt cục giờ đây hoàn toàn hỏng mất binh bại như núi đổ hết thảy đều đã không thể nào cứu vãn được nữa. Phụ thân, hạ lệnh lui quân đi thôi. Lạc ngưng yên than nhẹ một tiếng, giọng ảm đạm. Hiện tại hạ lệnh lui quân vào rừng có thể còn giữ lại được một ít binh lực. Dù sao quân đoàn mảnh hổ đang nóng lòng vượt qua thương tâm lĩnh, hiện tại bọn chúng sẽ không dám dừng lại truy sát chúng ta quá mãnh liệt. Nếu như phụ thân còn chưa chịu hạ lệnh lui quân, e rằng quân đoàn dự châu sẽ bị thương vong vô cùng thê thảm ôi là tòng vân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói với giọng thê lương vậy hạ lệnh đi toàn quân rút khỏi quan đạo lui vào trong rừng chỉ trong thoáng chốc trong quân dự châu đã nổi lên một hồi kèn hiệu lui quân kéo dài trên thực tế chưa đợi tiếng kèn lui quân vang lên quân dự châu cũng đã ném bỏ binh khí xoay người chạy trối chết cả bọn chỉ hận mẹ cha sao sinh ra chỉ có hai chân trong lúc hỗn loạn có rất nhiều binh sĩ dự châu không chết dưới làn đao mũi kiếm mà lại chết dưới chân chiến hữu của mình. Hay, đến khi trước mặt không còn thấy bóng dáng một tên binh sĩ dự châu nào, mạnh hổ mới nhẹ nhàng quát ô vân cái tuyết dừng lại, sau đó ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm. Đến khi ngừng tay, mạnh hổ mới phát hiện ra toàn thân bủng rủng, thật muốn xuống ngựa tìm một nơi nào đó mà nằm thở dốc một hồi, lúc nãy chiến đấu kịch liệt với tên tướng lĩnh của đế quốc Minh Nguyệt kia, đã làm cho mạnh hổ gần như cạn kiệt thể lực. Tướng quân, chúng ta thắng rồi ha ha phía sau mạnh hổ đột nhiên truyền đến tiếng cười to của trương hưng bá mạnh hổ nghe tiếng quay đầu lại đột nhiên tiếng cười của trương hưng bá tắt lịm sau đó xoay người nằm gục trên lưng ngựa giống như một con chó hoang vừa chạy một quãng đường dài thở hồng hộc rất kịch liệt làm cho người khác nhìn thấy phải lo lắng nếu như tên mãn hán này không lấy được hơi rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ mạnh hổ lại quét mắt nhìn quanh trong bốn ngàn cận vệ quân đã có rất nhiều tướng sĩ ngã ngồi trên quan đạo, ai nấy nằm phục tại chỗ thở dốc kịch liệt. Ở xa xa, các tướng sĩ quân đoàn mảnh hổ trải qua cuộc chiến căng thẳng trong mấy giờ liền cũng đã rơi vào tình trạng kiệt sức, lúc này bọn họ cần nhất là được nghỉ ngơi, chính là nghỉ ngơi cho thật khỏe. Sau khi đại chiến qua đi, tinh thần bất chợt chùng xuống sẽ làm cho người ta cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Vốn quân đoàn Mạnh hổ cũng đã liên tục hai ngày hai đêm hành quân gấp rút, thể lực cũng đã gần như cạn kiệt. Mặc dù trước khi đại chiến cũng đã được nghỉ ngơi hồi phục trong một thời gian ngắn, nhưng vẫn không thể nào đủ để khôi phục nguyên khí. Mạnh hổ biết hiện tại các tướng sĩ cần nhất là được nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc là đây vẫn chưa phải lúc nghỉ ngơi. Đứng lên, tất cả đứng lên, tất cả phấn khởi tinh thần lên cho bản tướng quân. Mạnh hổ hít vào một hơi, vừa dục người chạy khắp chiến trường, vừa hét to đến khàn cả giọng hiện tại vẫn chưa đến lúc nằm xuống nghỉ ngơi, 10 vạn kỵ binh sóc châu đang đuổi sát sau lưng chúng ta, nếu bây giờ chúng ta nằm xuống, bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi kịp. Nghe thấy tiếng trống của mạnh hổ, các tướng sĩ của quân đoàn mạnh hổ vừa nằm xuống đều đứng cả lên. Tuy rằng đang mệt mỏi gần chết, thế nhưng quân lệnh của tướng quân bọn họ phải chấp hành. Hơn nữa phải chấp hành như thường không hề sa sút tinh thần. Ở quân đoàn Mạnh Hổ không người nào dám khiêu chiến với quyền uy của Mạnh Hổ, không ai dám. Mạnh hổ vừa dục người chạy vội vừa hạ từng đạo quân lệnh. Sư đoàn số một lập tức thu dọn chiến trường, thu gom thi thể các tướng sĩ tử trận của quân ta. Sư đoàn số hai lập tức thu gom củi khô, chuẩn bị hỏa táng các tướng sĩ đã tử trận. Sư đoàn số ba tranh thủ thời gian làm cán, quân đoàn mạnh hổ chúng ta tuyệt đối không bỏ lại bất cứ huynh đệ nào. Sư đoàn số bốn lập tức vượt qua thương tâm lĩnh xuôi nam, chuẩn bị tiếp ứng cho quân tiên phong của chiến ưng. Chờ mạnh hổ hạ xong quân lệnh, tất điêu tử và cổ vô đạo dục ngựa đi tới trước mặt mạnh hổ, cả hai người ngồi trên lưng ngựa ông quyền thi lễ cùng mạnh hổ, giọng đầy cảm khái. Tướng quân vất vả. Mạnh hổ khoát tay, hỏi. Đám kỵ binh sóc châu hiện tại đến đâu rồi? Cổ vô đạo nghe vậy lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng chưa hết sợ. Sau khi tướng quân xuất trận nửa giờ, kỵ binh sóc châu của Yến Thập Tam cũng đã đuổi tới phía nam thương tâm lĩnh chưa tới 30 dặm, may nhờ tàn kỵ binh của tướng quân Mã Tứ Phong liều chết ngăn cản, kỵ binh sóc châu mới không thể chạy tiếp xuống phía nam. Ủa? Mạnh hổ nghe vậy mặt hơi biến sắc. Tất điêu tử sợ rằng mạnh hổ sẽ làm việc theo nghĩa khí, mạnh mẽ hạ lệnh cho chủ lực quân đoàn mạnh hổ gấp rút tiếp viện cho sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong, liền tranh trước nói. Tướng quân, Lúc này chủ lực quân ta đã trong tình trạng kiệt sức, đã không còn lực để gấp rút tiếp viện cho tướng quân Mã Tứ Phong. Hơn nữa việc cấp bách hiện tại là phải tiếp ứng cho quân tiên phong của tướng quân chiến ưng chiếm trước cảng phong lâm, những chuyện khác tạm thời không thể lo tới. Mạnh hổ gật đầu thật mạnh, nói với cổ vô đạo. Lão cổ. Lập tức sai khoái mà báo tin cho mã tứ phong, nói chủ lực của quân đoàn mạnh hổ hiện tại đã thuận lợi vượt qua thương tâm lĩnh, Nhiệm vụ ngăn cản địch của sư đoàn kỵ binh đã hoàn thành. Hiện tại bảo hắn xuất lĩnh các tướng sĩ còn lại của sư đoàn kỵ binh đột vây chạy về phía Cảng Phong Lâm. Dạ. Cổ Vô Đạo đáp lời, đang chuẩn bị đi sai khiến khoái mã, bỗng bị Mạnh Hổ gọi lại. Chờ đã. Mạnh Hổ ngẫm nghĩ, lại quay đầu quát lớn. Hùng bá thiên. Hùng bá thiên đang thở dốc gần đó vội vàng giục ngựa tiến lên, lớn tiếng đáp. Có mạnh hổ lớn tiếng quát lập tức dẫn các dũng sĩ bộ lạc hắc hùng đi tiếp ứng cho mã tứ phong sau khi hai quân hội hợp lập tức lui về bờ bạch sa hà lại mang câu này nói lại với mã tứ phong cho dù sư đoàn kỵ binh của hắn chỉ còn lại một người mạnh hổ ta cũng nhất định dẫn đại quân đi cứu hắn dạ hùng bá thiên ầm ầm đáp lại quay đầu quát lớn các dũng sĩ bộ lạc hắc hùng theo ta phía bắc thương tâm lĩnh ba mươi dặm Tám ngàn kỵ binh của Mã Tứ Phong giờ đây chỉ còn lại không tới ba ngàn, hơn nữa bị kỵ binh sóc châu vây chặt. Tuy nhiên dưới sự chống trả hết sức kiên cường của kỵ binh Bắc Phương, kỵ binh sóc châu cũng không hề chiếm được chút tiện nghi nào. Thương vong của kỵ binh sóc châu so ra còn nhiều hơn cả kỵ binh Bắc Phương chứ không phải ít hơn. Tướng quân, chúng ta bị quân địch bao vây quá chặt. Tướng quân, chúng ta chỉ còn lại không tới ba ngàn. Tướng quân chúng ta đã không thể nào đột phá vòng vây chạy trốn hay là liều mạng với bọn chó sóc châu thôi mắt thấy kỵ binh bắc phương đã lâm vào trùng vây kỵ binh sóc châu tạm thời ngừng tấn công thừa dịp ngắn mũi này mười mấy tên liên đội trưởng và đại đội trưởng kỵ binh chạy về phía mã tứ phong đám hán tử bắc phương này ai nấy đã chém dết đến đỏ ngầu cả mắt ai nấy đều gào thét đòi liều mạng với quân địch mã tứ phong cũng đã dết đến đỏ ngầu cả mắt hơn nửa trận chiến này cho đến bây giờ cũng không còn gì để trông đợi nữa chuyện kỵ binh bắc phương bị tiêu diệt toàn quân xem ra đã không thể nào tránh khỏi chuyện duy nhất đáng quan tâm bây giờ chỉ là kỵ binh bắc phương có thể kéo theo bao nhiêu kỵ binh sóc châu đi theo làm bạn với mình trên đường xuống cửu tuyền mà thôi nhưng trong lòng mã tứ phong cũng không hề hối hận nếu như hắn có thể quyết định lại từ đầu hắn vẫn không do dự mà quyết định y như vậy nguyên nhân không có gì lạ bởi vì mã tứ phong là một quân nhân thân là quân nhân nhất định phải có hiểu biết của một quân nhân. Nhất định phải có tôn nghiêm của một quân nhân. Bỏ mặt chiến hữu, lâm trận chạy trốn hoàn toàn không phải là phẩm chất mà một quân nhân chân chính nên có, sống chết có nhau, dù biết chết vẫn chiến đấu đến cùng mới là một quân nhân làm tròn chức trách với đế quốc. Chậm rãi dơ cao thanh chiến đao lưỡi đã công quàng trong tay, Mã Tứ Phong đang định hạ lệnh xung phong đợt cuối cùng, đột nhiên kỵ binh sóc châu ở góc đông nam của vòng vây trở nên rối loạn hẳn lên, Xem ra dường như bị người ta công kích Mã Tứ Phong là một lão tướng thân trải trăm trận chốn xa trường Lập tức quát to Các huynh đệ Viện quân của chúng ta đã tới Dết, 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 dết Mười mấy tên quan quân và hơn hai ngàn tạng binh bắc phương phía sau Mã Tứ Phong lập tức trống to đến lạc giọng Tất cả đều vung cao chiến đao đã sức mẻ trong tay Bám sát sau lưng Mã Tứ Phong dết thẳng về hướng đông nam Chỉ trong khoảnh khắc Đội hình của hơn 2.000 tàn kỵ binh đã như một thanh chiến đao sắc bén hung hăng thọc sâu vào trong đội hình của kỵ binh sóc châu. Kỵ binh đối chiến với nhau có một đặc điểm chính là tốc độ cực nhanh. Tướng sĩ hai bên vừa đối mặt với nhau đã lập tức chém giết. Nếu không bị địch nhân giết chết thì mình giết được địch nhân. Kỵ binh sống sót sẽ xuyên qua kỵ binh quân địch rất nhanh, sau đó tướng sĩ hai bên sẽ gầm ngựa quay đầu lại, tiếp tục vòng xung phong kế tiếp, tiếp tục vòng chém giết kế tiếp thế nhưng khi một bên có ưu thế tuyệt đối về binh lực sẽ lợi dụng ưu thế về binh lực này để vây khốn đối phương bằng nhiều lớp tường kỵ binh phe có binh lực ít cho dù có xuyên qua được một lớp tường kỵ binh của địch thì vẫn còn có nhiều lớp tường khác trước mặt đang chờ đón họ tận tầng lớp lớp như vậy vô cùng vô tận cho đến khi phe có binh lực ít kia tử trận hoàn toàn hoặc là kiệt sức buông vũ khí đầu hàng mới thôi Mã Tứ Phong xuất lĩnh gần 3.000 tàn binh đánh xuyên qua ba lớp tường vây do kỵ binh Sóc Châu tạo thành, trả giá bằng thương vong của gần ngàn tàn kỵ binh nữa mới có thể hợp với hơn 2.000 kỵ binh mang nhân của Hùng Bá Thiên cùng một chỗ. Sau đó đột nhiên quay ngoắt về hướng đông ra ngoài dự đoán của mọi người, nhắm vào hướng binh lực yếu ớt nhất của kỵ binh Sóc Châu mà đột phá vòng vây. Dưới thương tâm lĩnh, thi thể của các tướng sĩ quân đoàn mảnh hổ tử trận đã được gom lại cùng nhau, sau đó được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên đống củi mạnh hổ tất điêu tử cổ vô đạo và các tướng sĩ của quân đoàn mạnh hổ tất cả đứng nghiêm cạnh đó ai nấy thần sắc ngưng trọng bên chân mạnh hổ còn có một đống lớn thẻ bài mỗi thẻ bài tượng trưng cho một sinh mạng tướng sĩ lúc còn sống ôi cổ vô đạo đột nhiên cất tiếng thở dài giọng vô cùng thê lương ảm đạm trận chiến này vô cùng thảm thiết không ngờ tử trận gần hai vạn người hiện tại cho dù tính cả tàn kỵ binh của mã tứ phong và kỵ binh mang nhân của hùng bá thiên tổng binh lực của quân đoàn mạnh hổ chúng ta cũng không còn đủ ba vạn đúng vậy tất điêu tử cũng ngậm ngùi than nếu như quân ta có thể nghỉ ngơi và hồi phục một đêm sau khi khôi phục mới quyết chiến với quân đoàn dự châu thương vong tuyệt đối không thể nào lớn đến như vậy chỉ tiếc quân ta hiện đang trong lãnh thổ nước địch đơn độc chiến đấu chúng ta không có đủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục ôi Sắc mặt Mạnh Hổ cũng vô cùng ngưng trọng, giọng nói ngập vẻ đau buồn. Tuy trận này thương vong khá lớn, tuy nhiên hai vạn tướng sĩ này sẽ không hy sinh vô ích, máu tươi của bọn họ không chảy vô ích, bọn họ đã dùng chính sinh mạng của mình mở ra cánh cửa thắng lợi, bọn họ dùng chính thân thể của mình để lắp cho con đường trở về Tây Lăng của quân đoàn Mạnh Hổ trở nên bằng phẳng. Dứt lời, Mạnh Hổ vung tay lạnh lùng ra lệnh. Đốt lửa, tiễn đưa các huynh đệ chúng ta hồn về thiên quốc các tướng sĩ đã chờ sẵn bên đống thi thể nghe vậy liền ném đuốc trong tay vào đống thi thể củi khô vừa bén lửa lập tức bùng cháy rất nhanh chỉ trong khoảnh khắc lưỡi lửa rừng rực đã bừng lên bao phủ cả đống củi khô trên chất đầy thi thể của các tướng sĩ quân đoàn mạnh hổ nuốt chửng hoàn toàn gần hai vạn thi thể đã được sắp xếp chỉnh tề mạnh hổ liếc qua lần cuối đống lửa đang cháy bừng bừng quay đầu lại quát thu thể bài của các tướng sĩ tử trận lại chúng ta về nhà về nhà về nhà. Về nhà. Nghe thanh âm mạnh hổ, các tướng sĩ đều bật lên tiếng hoang hô, sau khi trải qua vô số lần khảo nghiệm cận kề sinh tử, vô số lần chém vết đẫm máu. Các tướng sĩ của quân đoàn Mạnh Hổ bất kể là về mặt tâm lý hay sinh lý đều đã mệt mỏi tới cực hạn. Hiện tại quân đoàn Mạnh Hổ đã tới trạng thái cung dương hết cỡ, không thể nào tiếp tục đánh những trường ác chiến như trước nữa. Chỉ trong thoáng chốc, hơn hai vạn tướng sĩ còn sống sót của quân đoàn Mạnh Hổ đã hồi tụ thành một hàng dài chậm rãi dọc theo quan đạo xuôi nam, đám Mạnh Hổ cũng dục ngựa hối hả lẫn vào biển người đang cuồn cuộn tràn tới. Trong tiếng người kêu ngựa hí, tất điêu tử bỗng dục ngựa tới bên cạnh Mạnh Hổ, thấp giọng hỏi. Tướng quân, lúc nãy có chuyện gì xảy ra ở Trung quân dự châu vậy? Mạnh Hổ thoáng động trong lòng, hỏi lại. Lão tất ngươi cũng nhìn ra có vấn đề phải không? tất điêu tử lắc lắc đầu rồi lại gật đầu nói ti chức chỉ cảm thấy hơi kỳ quái võ nghệ của viên tướng đế quốc minh nguyệt kia dường như không hề thua kém tướng quân vì sao lại thua bại một cách đột ngột như vậy còn chuyện này càng kỳ quái hơn nữa sau khi hắn thất bại vẫn không hề khẩn trương lại làm cho trung quân giữ châu bại lộ hoàn toàn tạo cơ hội cho tướng quân và bốn ngàn cận vệ quân lúc này tướng quân mới có thể bắn chết lạc tòng vân quân ta mới có thể thắng hiểm nếu không như vậy trận chiến ấy chỉ cần kéo dài thêm nửa giờ nữa quân ta cạn kiệt thể lực sẽ dẫn đến thảm bại không thể nào cứu vãn mạnh hổ lắc đầu lạc tòng vân chỉ bị trọng thương không chết tuy nhiên lão tất ngươi nói rất đúng thất bại của viên tướng đế quốc minh nguyệt kia quả thật rất khả nghi bây giờ nhớ lại một cách tỉ mỉ liền cảm thấy trong đó có rất nhiều bí ẩn lão tất tâm tư của ngươi luôn luôn cẩn mật ngươi hãy phân tích kỹ càng một chút Rốt cuộc đó là chuyện gì? Tất điêu tử vuốt trâu trầm ngâm một hồi. Việc này không ngoài ba khả năng. Sao, ba khả năng ư? Ba khả năng như thế nào? Khả năng thứ nhất, viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt này quả thật là viên mạnh tướng, nhưng trên người hắn có bệnh gì đó không tiện nói ra hoặc bị thương ngầm. Trong quá trình ra sức chiến đấu cùng tướng quân đã tác động đến bệnh tật hay vết thương ngầm gì đó của hắn, cho nên học máu mà thua tuy nhiên ti chức nghĩ rằng khả năng này không cao lắm nếu như viên tướng này quả thật mang bệnh không thể nói hoặc vết thương ngầm gì đó hắn sao dám khinh thường mà ra khiêu chiến với tướng quân như vậy ừ có lý vậy khả năng thứ hai là gì khả năng thứ hai chính là trước khi viên tướng của đế quốc minh nguyệt kia xuất chiến đã bị người hạ độc sau khi dốc sức chiến đấu mấy chục hiệp với tướng quân trên chiến trường vì độc tính phát tác cho nên bị thua vậy ngươi nói là có người ám toán viên tướng kia sao đế quốc Minh Nguyệt vừa mới bình định được loạn thất vương không lâu, thu vũ đường cũng chưa chắc đã có thể quét sạch thế lực phản loạn tàn dư trong nước. Có khả năng có cá lọc lưới ẩn nút trong quân dự châu, vào đúng thời điểm mấu chốt hạ độc thủ. Dù sao đối với thế lực chống lại đế quốc Minh Nguyệt, chuyện trợ giúp quân đoàn mạnh hổ chúng ta phá vây vẫn phù hợp với lợi ích của bọn chúng. Cũng có lý, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nếu như sự tình quả thật như vậy, thế lực còn sót lại kia cũng không phải là ngu ngốc sau này chưa biết chừng chúng ta lại có cơ hội hợp tác với bọn chúng tất điêu tử lại nói tướng quân ngoài hai khả năng kia vẫn còn một khả năng thứ ba mạnh hổ xoa tay nói đi cứ việc nói tiếp tất điêu tử nói khả năng thứ ba là viên tướng của đế quốc minh nguyệt kia rõ ràng là cố ý thua cố ý thua mạnh hổ thất thanh kêu lên ngươi muốn nói rằng viên tướng đế quốc minh nguyệt kia chính là dư đảng còn sót lại của thất vương sao có thể đúng cũng có thể không tất điêu tử nói nhưng chuyện này chỉ đơn giản có ba khả năng đó mà thôi không còn khả năng nào khác mạnh hổ tỏ vẻ trầm ngâm xem ra chúng ta phải cẩn thận tra xét viên tướng đế quốc minh nguyệt kia thật là tỉ mỉ ủa vừa rồi không phải lúc quân dự châu tan tác chúng ta bắt được mấy ngàn tù binh hiện tại đang thay chúng ta mang lương thảo quân nhu sao người đâu, lập tức mang mười mấy tên tù binh dự châu lại đây, để bản tướng quân thẩm vấn cho thật kỹ. Đại trại thủy sư ở cảng Phong Lâm Lúc đại quân chủ lực của quân đoàn Mảnh Hổ đang chiến đấu kịch liệt với quân đoàn Dự Châu ở Thương Tâm Lĩnh, quân tiên phong của Chiến ưng cũng đã dễ dàng chiếm được đại trại thủy sư ở cảng Phong Lâm. Bởi vì thời gian quá gấp, Thu Vũ Đường không kịp điều động quân từ nơi khác, chỉ có thể điều đội cảnh vệ ở thành Phong Lâm tới hiệp trợ phòng thủ kết quả dưới sự phối hợp của đám hàng quân thác bạc giả quân tiên phong của chiến ưng dùng kế bất ngờ tập kích cảng phong lâm không tốn bao nhiêu công sức đã giải quyết được đội cảnh vệ của thành phong lâm thuận lợi chiếm được đại trại thủy sư của cảng phong lâm lại còn chiếm được mấy chục chiến thuyền lớn chưa kịp đánh đám phá hủy trong ánh lửa cháy rực trời chiến ưng bước lên chiến thuyền thủy sư lớn nhất tại đây thác bạc giả vẻ mặt vui mừng tiến tới nghênh đón giọng nịnh bợ tướng tướng quân chúng ta đến vừa kịp lúc, bọn này vẫn chưa kịp đánh đắm chiến thuyền. Vừa rồi ti chức đã thống kê xong xuôi, 136 chiến thuyền trong đại trại thủy sư hoàn toàn không hao tổn một mảy may nào. Vậy sao? Chiến ưng chắp tay sau lưng ngạo nghễ, lại hỏi. Chiến thuyền thủy sư này mỗi chiếc có thể chở được bao nhiêu tướng sĩ? Chuyện này. Thác bạc giả gãi gãi đầu. Ti chức cũng không biết rõ cho lắm, tuy nhiên mỗi chiến thuyền cỡ lớn như vậy chở được 500 tướng sĩ hẳn là không thành vấn đề. Chiến thuyền cỡ trung mỗi chiếc chở được 200 tướng sĩ hẳn còn dư giả, tính theo như vậy, 136 chiến thuyền có thể chở được khoảng 5 vạn người. Ừ. Chiến ưng thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng trong lòng, thông thả đáp. Vậy thì tốt. Báo. Chiến ưng vừa dứt lời, chợt tên đội trưởng thám báo vội vàng chạy lên chiến thuyền, gấp giọng bẩm báo có lệnh khẩn của tướng quân. Sắc mặt chiến ưng khẽ biến, lớn tiếng quát. Nói mau. Tên đội trưởng thám báo vừa thở dốc vừa nói. Tướng quân có lệnh khẩn, sau khi cướp được đại trại thủy sư tại cảng Phong Lâm lập tức cho quân bắt dân chúng chung quanh cảng Phong Lâm mang về đại trại thủy sư. Tướng quân có dặn, tráng đinh càng nhiều càng tốt, nhưng phụ nữ người già và trẻ em cũng tuyệt đối không buông tha. Bắt tráng đinh xung quanh cảng Phong Lâm người già phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha chiến ưng trầm ngâm một chút chợt quay đầu lại tướng quân thạch đôn thạch đôn đang đứng nghiêm phía sau chiến ưng lập tức tiến lên hai bước trầm giọng nói tướng quân chiến ưng ngươi là chủ tướng ngươi cứ việc hạ lệnh chiến ưng gật mạnh đầu được vậy ta và ngươi chia quân làm hai đường cảng phong lâm giao lại cho ngươi ta để lại cho ngươi hai ngàn tinh binh bằng bất cứ giá nào ngươi cũng phải bảo vệ được đại trại thủy sư tại cảng Phong Lâm. Hơn nữa còn phải bảo vệ chiến thuyền bên trong đại trại thủy sư, trước khi đại quân chủ lực của tướng quân đuổi tới, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì." Thạch Đông hiên ngang ông quyền đáp. Tướng quân chiến ưng yên tâm, chỉ cần Thạch Đông ta còn một hơi thở. Đại trại thủy sư ở cảng Phong Lâm tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất gì." Chiến ưng ông quyền đáp lễ Thạch Đông sau đó xoay người nghênh ngang mà đi thác bạc giả cũng ôm quyền từ biệt thạch đôn sau đó đi theo chiến ưng vội vàng xuống khỏi chiến thuyền chỉ trong khoảnh khắc chiến ưng đã dẫn theo ba ngàn tinh binh lập tức rời đi tuy rằng chiến ưng không biết vì nguyên nhân gì mà mạnh hổ hạ lệnh bắt dân tráng xung quanh cảng phong lâm nhưng đã là quân lệnh của mạnh hổ chiến ưng đương nhiên sẽ kiên quyết chấp hành Vần thái dương chậm rãi lên cao su tan bóng đêm u ám trời đã dần sáng trên vùng đại bình nguyên trung châu mênh mông bát ngát một đám kỵ binh rất đông như một đàn châu chấu khổng lồ đang ào ạt di chuyển về phía đông nam hàng ngàn hàng vạn gót sắt dẫm nát sông ngòi mà tiến tới hất văng bọt nước cây cỏ tung tóe đầy trời tiếng gót sắt nặng nề dường như tiếng sấm động cuối chân trời phía tây bắc cuồn cuộn mà đến ngay cả mặt đất vốn yên tĩnh giờ đây dường như cũng khẽ chấn động đám kỵ binh này mới vừa đi qua không lâu mặt đất còn chưa yên tĩnh trở lại lại có thêm một đám đông kỵ binh khác còn nhiều hơn nữa ào ào chạy tới, mang theo thanh thế nghiêng trời lệch đất mà qua. Đuổi theo đám kỵ binh phía trước một đường thẳng hướng đông nam. Cảnh tượng trông như có một đám mây đen khổng lồ vừa lướt ngang qua vùng bình nguyên xanh thẳm. Hai cánh quân kỵ binh đuổi nhau kẻ trước người sau đương nhiên là đám tàn kỵ binh của Mã Tứ Phong và kỵ binh Sóc Châu của Yến Thập Tam. Sau khi biết cuộc chiến ở Thương Tâm Lĩnh đã kết thúc, Yến Thập Tam lập tức quyết đoán buông tha không truy đuổi đại quân chủ lực của quân đoàn Mảnh Hổ. Bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù hắn bắt kỵ binh sóc châu chạy đến mức chiến mã học máu mồm cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp quân đoàn Mảnh Hổ trước khi tới cảng Phong Lâm. Cho nên thay vì phí công mà không được gì, chi bằng tập trung binh lực chiếm ưu thế hoàn toàn tiêu diệt đám tàn kỵ binh của quân đoàn Mảnh Hổ, như vậy còn có thể có cái để giao phó với thu vũ đường. Còn về chuyện đại trại thủy sư ở cảng Phong Lâm bị thất thủ không quan hệ gì tới Yến Thập Tam, đó là do quân dự châu của Lạc Tòng Vân bất lực, kỵ binh Sóc Châu cũng đã làm hết sức. Lần này xuôi nam, ngay cả chiến mã của kỵ binh Sóc Châu cũng đã bị gầy đi trông thấy, về số chiến mã chạy đến gãy cả chân lên đến con số vạn, kỳ này Yến Thập Tam có thể nói là lỗ vốn nặng nề. Trong quân của kỵ binh Bắc Phương, Mã Tứ Phong vừa dục ngựa chạy như điên vừa quay sang hỏi Hùng Bá Thiên tướng quân bá thiên rốt cục chúng ta phải chạy về phía nào hùng bá thiên đáp lớn tướng quân không nói cụ thể chạy tới đâu chỉ bảo chúng ta chạy thẳng theo hướng bờ bạch sa hà bạch sa hà mã tứ phong khẽ cau mày nếu như chúng ta chạy đến bờ bạch sa hà trước mặt có sông lớn chắn đường phía sau có đại quân truy kích chẳng phải là sẽ lâm vào tuyệt cảnh hay sao chuyện này ta không biết hùng bá thiên ầm ầm đáp lại dù sao tướng quân quả thật đã nói như vậy à đúng rồi thiếu chút nữa đã quên một chuyện tướng quân bảo ta chuyển đến cho ngươi một câu sao mã tứ phong giọng ngưng trọng hỏi lại câu gì hùng bá thiên thè lưỡi liếm liếm đôi môi nứt nẻ khô khốc lớn tiếng nói tướng quân nói rằng cho dù sư đoàn kỵ binh chỉ còn lại một người chỉ còn lại một con chiến mã tướng quân ngài cũng sẽ mang theo đại quân chủ lực của quân đoàn mảnh hổ tới cứu các ngươi quân đoàn Mạnh hổ tuyệt đối không bỏ mặt bất cứ một huynh đệ nào. Trong mắt Mã Tứ Phong không khỏi nổi lên những sợi gân máu màu đỏ, gằn giọng hét. Có những lời này của tướng quân, sư đoàn kỵ binh chúng ta dù có toàn bộ tử trận xa trường cũng là xứng đáng. Dứt lời, Mã Tứ Phong đột nhiên quay đầu lại, để khí đang điền quát lớn. Tướng quân Mạnh Hổ nói, cho dù sư đoàn kỵ binh của chúng ta chỉ còn lại một người, chỉ còn lại một con chiến mã, tướng quân ngài cũng sẽ mang theo đại quân chủ lực của quân đoàn mãnh hổ tới tiếp ứng chúng ta. Các huynh đệ, có những lời này của tướng quân, sư đoàn kỵ binh chúng ta dù có toàn bộ tử trận xa trường cũng là xứng đáng. Xứng đáng. Lão tử đã làm thịt được 13 tên của bọn chó sóc châu, sớm đã đủ vốn. Ta cũng chém được 9 tên, con bà nó, hay là quay đầu lại kiếm vài tên nữa. Tướng quân mạnh hổ tốt như vậy. Quân đoàn mạnh hổ cũng rất tốt, nhưng huynh đệ Bắc Phương chúng ta cũng không ai kém cỏi. Hơn 2.000 kỵ binh may mắn sống sót của sư đoàn Bắc Phương ầm ầm đáp lại, cánh kỵ binh này tuy rằng đã là một cánh quân tơi tả, tổn thất binh lực đã muốn hơn 9 phần, theo như bình thường, một cánh quân như vậy sẽ bị suy sụp lòng quân, hoàn toàn tan tác. Nhưng trên thực tế thì ngược lại, cánh tàn binh này không những không tan tác, lòng quân không suy sụp mà ý chí càng thêm kiên định, càng thêm hung hãn không sợ chết, càng thêm dũng mãnh thiện chiến. Hùng bá thiên cùng đám mang nhân bộ lạc khắc hùng chứng kiến cảnh này không nhìn được phải đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi. Thầm khen binh sĩ của sư đoàn kỵ binh này quả thật giỏi giang, tuyệt đối là quân nhân chân chính, dũng sĩ chân chính. Chỉ bằng vào phần khí thế gan dạ thấy chết không sờn này, tuyệt đối dũng cảm không kém các dũng sĩ của mang nhân trên đại hoang nguyên, không kém các dũng sĩ của quân đoàn mảnh hổ. Đại trại thủy sư ở cảng Phong Lâm Trước hừng đông, rốt cục đại quân chủ lực quân đoàn mạnh hổ đã chạy tới cảng phong lâm gần như cùng lúc với đại quân chủ lực quân đoàn mạnh hổ chạy tới cảng phong lâm chiến ưng cũng không nhục mệnh đã bắt toàn bộ già trẻ lớn bé xung quanh cảng phong lâm năm mươi dặm tới đại trại thủy sư đám tráng đinh và già trẻ phụ nữ này cũng lên tới năm ba vạn người giữa đại quân mạnh hổ vừa mới tung mình xuống ngựa chiến ưng thạch đôn và thác bạc giả liền vội và tiến tới nghênh đón ba tướng có một gối quỳ xuống cao giọng bẩm báo tướng quân, bọn ti chức đã thuận lợi chiếm được đại trại thủy sư tại cảng Phong Lâm, 136 chiến thuyền lớn nhỏ trong đại trại hoàn toàn không tổn hao gì. Tốt lắm. Mạnh hổ vui mừng quay đầu lại nói với tất điêu tử. Lão tất, quả nhiên ngươi lại đoán trúng nữa rồi, quân đoàn thủy sư của tiêu thành đống thật sự đã ngược dòng mà lên. Chạy tới thanh châu bao vây tiêu diệt tàn quân của mông diễn, ha ha. Tất điêu tử lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục nói. May mắn, may mắn mà thôi, tướng quân, ti chức có lời này không phải, từ đây về sau, quân ta nên tránh những trận đánh không nắm chắc như thế này, đem hy vọng sinh tồn gửi gắm vào sơ xuất hoặc sai lầm của địch, tóm lại đây vẫn không phải là chính đạo. Ha ha ha. Mạnh hổ ngửa mặt lên trời cười ha hả, ung dung nói. Binh pháp vốn xem chính đạo là hợp cách, lấy bất ngờ mà thủ thắng, chính đạo vương đạo đương nhiên là quan trọng thế nhưng phá vỡ thói thường xuất kỳ chế thắng cũng là chuyện tất yếu mà thôi nếu không chỉ cần đánh một hai trận ác liệt như ở thương tâm lĩnh quân đoàn mạnh hổ ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn quân cũng đúng tất điêu tử thở dài áo não đây cũng là vì bất đắc dĩ không nói chuyện này nữa mạnh hổ lại hỏi chiến ưng chiến ưng nhiệm vụ mà bản tướng quân giao cho ngươi ra sao rồi chiến ưng vội đáp tướng quân yên tâm, ti chức đã đem toàn bộ dân chúng ở khu vực xung quanh cảng phong lâm 50 dặm tới đại trại thủy sư, ít nhất cũng có năm ba vạn người. Tốt lắm. Mạnh hổ gằn giọng quát. Sư đoàn số 1 lập tức lên thuyền, lại ép buộc nữ nhân và trẻ con tất cả lên thuyền, người già thì thả cho di. Còn đám thanh niên trai tráng chia ra trăm người một tổ, dùng dây thừng buộc vào mạng thuyền, cho bọn chúng ở trên hai bờ sông kéo chiến thuyền ngược bạch sa hà mà lên, Chuẩn bị tiếp ứng cho sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong a à, chuyện này Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo ngơ ngác nhìn nhau Hai người không ngờ mạnh hổ quả thật muốn đi tiếp ứng cho đám tàn kỵ binh của Mã Tứ Phong Ngẫm nghĩ một chút, Tất Điêu Tử liền khoát tay hạ lệnh cho các tướng sĩ chung quanh lui ra Sau đó hạ giọng nói Tướng quân, mấy đường đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã cách cảng Phong Lâm không đầy 200 dặm Lúc này ngược bạch sa hà lên phía bắc tiếp ứng cho sư đoàn kỵ binh của tướng quân Mã Tứ Phong há chẳng vô cùng sơ suất. Đúng vậy. Cổ vô đạo cũng phụ họa. Ti chức thấy lão tất nói rất đúng, không nói đến chuyện sư đoàn kỵ binh của tướng quân Mã Tứ Phong và đám kỵ binh mang nhân của tướng quân Hùng Bá Thiên có còn may mắn tồn tại hay không. Cho dù thực sự các tướng sĩ may mắn còn sống sót phá vây chạy trốn tới bên bờ bạch sa hà, bọn họ cũng tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu, chờ đến khi viện quân của ta đuổi tới, e rằng bọn họ đã sớm tử trận mất rồi. Giọng tất điêu tử tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tướng quân, mạng của các tướng sĩ sư đoàn kỵ binh của tướng quân Mã Tứ Phong là mạng, nhưng mạng của các tướng sĩ sư đoàn số một quân đoàn Mảnh Hổ cũng là mạng vậy. Vì cứu mạng các tướng sĩ của sư đoàn kỵ binh lại trả giá bằng mạng của các tướng sĩ sư đoàn số một, thì chức nghĩ rằng không đáng, quả thật không đáng. Không mạnh hổ đột nhiên vung tay phản đối. Lão tất ngươi sai rồi, vấn đề không phải là đáng hay không đáng, mà vấn đề là niềm tin. Nếu như lần này ta thấy chết mà không cứu. Để mặc cho sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong bị tiêu diệt toàn quân mà dẫn đại quân chủ lực của quân đoàn mạnh hổ chạy trốn, như vậy lần sau nếu như phát sinh tình huống giống như lúc trước, còn có ai nguyện ý như Mã Tứ Phong, vì yểm hộ cho đại quân chạy thoát mà liều chết dẫn dụ truy binh của địch nếu lần này mạnh hổ ta thất tín, như vậy tướng sĩ toàn quân của quân đoàn mạnh hổ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ có cho rằng chủ tướng của mình là một người nhu nhược tham sống sợ chết, nói không giữ lời hay không? Đây là hai chuyện khác nhau. Tất điêu tử vội kêu lên. Chuyện có nặng có nhẹ. Không thể nói gặp lại như vậy được. Không, đây cũng chỉ là một chuyện. Giọng mạnh hổ vô cùng quả quyết. Lão tất ngươi không cần khuyên nữa, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, lần này cho dù ta phải trả giá bằng cả quân đoàn mảnh hổ, ta cũng nhất định phải đi cứu sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong. Có thể nói, nếu như lần này không cứu được sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong, cho dù quân đoàn mảnh hổ rút lui về Tây Lăng an toàn, cũng giống như bị tiêu diệt toàn quân không khác. Nếu như có thể cứu được sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong, cho dù cuối cùng quân đoàn mảnh hổ chỉ còn vài người có thể về được tới Tây Lăng. Vậy cũng có thể xem như thắng lợi. Bởi vì như vậy tuy rằng binh sĩ của quân đoàn Mảnh Hổ đã mất, nhưng lòng quân của họ vẫn còn, chỉ cần lòng quân của quân đoàn Mảnh Hổ còn, vậy quân đoàn Mảnh Hổ tuyệt đối không bao giờ suy sụp, nhất định sẽ có một ngày cuộc khởi vùng lên. Lòng quân Tất điêu tử nghiêm nghị Chỉ cần lòng quân của quân đoàn Mảnh Hổ còn, vậy quân đoàn Mảnh Hổ tuyệt đối không bao giờ suy sụp, nhất định sẽ có một ngày cuộc khởi vùng lên. Mạnh Hổ nở nụ cười ung dung với tất điêu tử, quay đầu lại quát các tướng sĩ của sư đoàn số 1, lên thuyền. Đến gần giữa trưa, rốt cục đám tàn kỵ binh của Mã Tứ Phong và kỵ binh mang nhân của Hùng Bá Thiên bị kỵ binh Sóc Châu của Yến Thập Tam bước tới bờ Tây của Bạch Sa Hà. Lúc này, chỗ mà tàn quân của Mã Tứ Phong bị vây khống cách đại trại thủy sư của cảng Phong Lâm không đầy 40 dặm, mà ba đường đại quân đế quốc Minh Nguyệt của Thu Vũ Đường còn cách đại trại thủy sư ở cảng Phong Lâm chỉ hơn trăm dặm. Trước mặt có sông lớn chắn đường, sau lưng có quân địch đuổi tới, Mã Tứ Phong quyết định thật nhanh hạ lệnh giết hết chiến mã, đem tất cả hơn 4.000 chiến mã còn lại giết sạch. Sau đó dùng sát chiến mã xây thành công sự tạm thời trên bờ Bạch Sa Hà. Hơn 4.000 kỵ binh sống sót toàn bộ trở thành bộ binh, triển khai đội hình phòng ngự dày đặt phía sau đóng sát chiến mã đắp thành công sự. Gần như cùng lúc tàn kỵ binh của Mã Tứ Phong và Hùng Bá Thiên vừa mới triển khai xong đội hình phòng ngự, kỵ binh Sóc Châu của Yến Thập Tam đã cùng cùng ào tới bờ Bạch Sa Hà vừa thấy tư thế triển khai đội hình của quân địch, Yến Thập Tam không khỏi thầm kêu một tiếng kinh ngạc trong lòng, vội vàng giơ cao tay phải, hạ lệnh toàn quân ngừng lại không tiến tới. Đám kỵ binh sóc châu phía sau đều ghiềm cương ngựa lại. Sau đó chậm rãi triển khai sang hai bên cánh, tạo thành đội hình rẽ quạt bao vây đám tàn kỵ binh của Mã Tứ Phong trên bờ Bạch Sa Hà. Yến Thập Tứ dục ngựa tới cạnh Yến Thập Tam, vừa thở dốc vừa nói. Phụ thân, xem ra địch nhân muốn liều mạng yến thập tam gật mạnh đầu hiện tại quân địch đã cùng đường một cánh quân nếu gặp hoàn cảnh như vậy sẽ có hai phản ứng thứ nhất là lòng quân tan rã buông vũ khí đầu hàng thứ hai là đập nội dìm thuyền chuẩn bị tử chiến xem ra quân địch trước mặt hiển nhiên là loại người thứ hai mà không phải là loại người thứ nhất yến thập tứ lại hỏi phụ thân bây giờ chúng ta làm sao đây lập tức phát động tiến công hay là không vội chờ cho địch nhân tiêu tan nhuệ khí liều mạng rồi hãy phát động tiến công yến thập tam cao mày trầm ngâm một hồi sau đó mới đáp nếu lập tức tấn công có tác dụng làm hăng hái tinh thần các tướng sĩ của ta tiêu diệt quân địch thì tác dụng ngược lại là thương vong của quân ta nhất định sẽ không nhỏ chút nào cũng phải nói rằng đại quân chủ lực của quân đoàn mãnh hổ hiện tại đã đuổi tới cảng phong lâm nếu như chiến thuyền trong đại trại thủy sư cảng phong lâm chưa được đánh đắm kịp thời vậy hiện tại không ai có thể ngăn cản mạnh hổ qua sông xuôi nam. Nếu như chiến thuyền trong đại trại thủy sư cảng Phong Lâm đã được đánh đắm kịp thời, vậy quân đoàn mạnh hổ của mạnh hổ cho dù chấp cánh cũng khó thoát. Nói cách khác, chúng ta cũng không cần vội vàng chạy tới cảng Phong Lâm, cho nên hay là tạm hoãn tấn công, chờ cho quân địch tiêu tan nhuệ khí liều mạng rồi hãy phát động tấn công cũng không muộn. Phụ thân Yến Thập Tam vừa dứt lợi, con trai thứ là Yến Trùng Thiên bất chợt dục ngựa tới trước mặt, lớn tiếng nói. Quân hộ vệ cánh trái báo về, cuối nguồn bạch sa hà mười dặm đang có một đội thủy sư ngược dòng mà lên. Đội thủy sư. Yến Thập Tam đột nhiên biến sắc. Có thể nào là quân đoàn mảnh hổ hay không? Không thể nào. Yến Thập Tứ hỏi lại, vẻ kinh nghi bất định. Năm vạn nô lệ chèo thuyền của quân đoàn thủy sư không phải đã rút đi toàn bộ rồi sao? cho dù mạnh hổ có chiếm được đại trại thủy sư ở cảng phong lâm hắn cũng không có nô lệ chèo thuyền nếu như dùng binh sĩ của quân đoàn mạnh hổ để chèo thuyền vậy càng không có khả năng bọn chúng đã hành quân gấp rút liên tục trong hai ngày ba đêm lại chiến đấu kịch liệt ở thương tâm lĩnh với quân đoàn dự châu hết nửa đêm lúc này sao còn thể lực mà chèo thuyền chứ yến trùng thiên trầm giọng phụ thân đại ca theo như hộ vệ cánh trái kể lại đội thủy sư này dường như không phải chèo thuyền bằng nô lệ không chèo thuyền bằng nô lệ. Yến thập tam cao mày. Vậy chiến thuyền của đội thủy sư kia làm thế nào chuyển động, không lẽ nó tự mình chạy được hay sao? Là dựa vào sức người. Vẻ mặt Yến trùng thiên tỏ ra ngưng trọng. Quân đoàn mảnh hổ bắt mấy vạn dân chúng, dùng dây thừng cột chiến thuyền, bắt bọn họ kéo chiến thuyền ngược dòng mà đi. Lẫn trong dân chúng có không ít gian tế của quân đoàn mảnh hổ, nếu như dân chúng tỏ ra chậm chạp sẽ dùng roi quất, thậm chí rút đau giết người. Quân hộ vệ cánh trái muốn tiếp cận giải cứu dân chúng, kết quả binh sĩ của quân đoàn mạnh hổ trên chiến thuyền cùng phản kích, căn bản là quân ta không thể tới gần. Yến thập tứ nổi giận. Quân hộ vệ cánh trái không biết dùng cung tên chống trả sao. Không được, đại ca. Yến trùng thiên lộ vẻ ảm đạm. Quân đoàn mạnh hổ bắt rất nhiều phụ nữ và trẻ con đứng ngoài mép thuyền, nếu như quân hộ vệ cánh trái dùng cung tên chống trả, khó lòng tránh khỏi bắn bị thương phụ nữ và trẻ con trên thuyền. Chết tiệt! Yến thập tam hung hăng mắng chửi. Dụng tâm của tên mạnh hổ này thật là độc ác. Nếu như vi phụ hạ lệnh ngăn chặn sẽ không khỏi mang tiếng xấu giết hại dân lành. Nhưng nếu không hạ lệnh ngăn chặn, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng ngược dòng mà lên, đón đám tàn kỵ binh kia lên chiến thuyền, hư. Phụ thân, vậy hạ lệnh tấn công thôi. Yến thập tứ rung giọng, đọc truyện online mới nhất ở truyền y y con. Vì thanh danh của Yến Gia ở Sóc Châu, vì giấc mộng phục đại Yến Quốc, phụ thân tuyệt đối không thể hạ lệnh sát hại dân chúng của đế quốc. Chúng ta chỉ có thể lập tức phát động tấn công đám tàn kỵ binh của quân đoàn Mảnh Hổ đang bị bao vây, phải tiêu diệt bọn chúng trước khi đội thủy sư của quân đoàn Mảnh Hổ đuổi tới. Được. Yến Thập Tam nghiến chặt hàm răng, lớn tiếng quát. Truyền lệnh lập tức phát động tiến công đám tàn kỵ binh của quân đoàn Mạnh Hổ. Trên bờ Bạch Sa Hà, một tên liên đội trưởng kỵ binh vừa khung tay che mắt lo lắng nhìn về hướng Đông Nam, vừa nhỏ giọng nói. Tướng quân, chúng ta đã làm theo quân lệnh của tướng quân Mạnh Hổ rút lui đến bờ Bạch Sa Hà, nhưng vì sao vẫn chưa thấy viện quân của quân đoàn Mạnh Hổ xuất hiện, bọn họ có tới không đây? Người nói cái gì? Hùng Bá Thiên nghe vậy giận tím mặt, lập tức rút chiến đao ra kề cổ tên liên đội trưởng kỵ binh kia. Hùng hổ quát. Tướng quân đã nói ngài sẽ mang đại quân chủ lực của quân đoàn mạnh hổ tới tiếp ứng, vậy chắc chắn sẽ tới. Tên liên đội trưởng kỵ binh kia thoáng chốc sắc mặt trở nên trắng bệch, mùi vị bị người khác kề đao vào cổ quả là không dễ chịu gì. Mã tứ phong cao mày trừng mắt nhìn tên liên đội trưởng kỵ binh kia nhưng không tỏ vẻ gì là giận dữ, lại nói với Hùng Bá Thiên. Tướng quân Bá Thiên, ngươi kề đao vào cổ huynh đệ của mình như vậy cũng gọi là anh hùng hảo hán hay sao? Hừ. Hùng bá thiên tỏ ra phẫn nộ nhưng vẫn thu chiến đao về, bực bội hừ mũi. Nếu không phải vì nể mặt tướng quân tứ phong. Bản tướng quân đã thịt ngươi rồi. Hùng bá thiên vừa dứt lời, trong quân sóc châu đối diện đột nhiên vang lên một hồi kèn hiệu ngân dài. Mười mấy tên quan quân phía sau mã tứ phong đồng thời biến sắc, rốt cục quân sóc châu muốn tiến công rồi sao? rốt cục phải tiến hành trận quyết chiến cuối cùng rồi sao? Hít vào một hơi thật sâu, Mã Tứ Phong rút thanh chiến đao lưỡi đã sức mẻ nhiều chỗ ra, vọt người nhảy lên thành công sự phòng ngự xếp bằng sát chiến mã, lớn tiếng quát. Các huynh đệ, quân đoàn mãnh hổ có câu khẩu hiệu, chính là vững như bàn thạch, tuyệt không buông bỏ. Lần này chúng ta sẽ trấn thủ bờ sông này giống như một tấm thạch bàn kiên cố. Nếu quân Sóc Châu muốn làm suy sụp tinh thần chúng ta, vậy chúng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi một tên liên đội trưởng kỵ binh đột nhiên dùng hết sức trống to vững như bàn thạch tuyệt không buông bỏ kế đó có mười mấy tên binh sĩ bắt đầu hò hét theo hắn sau nữa càng nhiều binh sĩ cùng hò hét theo cuối cùng gần như tất cả tướng sĩ bắc phương đều hò hét vang trời tiếng hò reo lúc đầu có hơi lộn xộn dần dần hội tụ thành nhịp điều chỉnh tề vang dội trời không sống chết có nhau tuyệt không bỏ mặt sống chết có nhau tuyệt không bỏ mặt sống chết có nhau tuyệt không bỏ mặt tiếng hò reo của đám tướng sĩ bắc phương còn chưa dứt phía cuối nguồn bạch sa hà đột nhiên văng vẳng tiếng hò reo tiếng hò reo của hai bên không ngờ lại hợp với nhau thành bốn câu khẩu hiệu của quân đoàn mãnh hổ tất cả các tướng sĩ bắc phương nghe thanh âm liền quay đầu nhìn lại chỉ thấy cuối mặt bạch sa hà mênh mông đã xuất hiện lờ mờ một đội thủy sư tự bao giờ